Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể đại chúng và quý liên hữu đang xem trực tiếp online trên mạng. Hôm nay là ngày 25 tây tháng 7 năm 2021 dương lịch, nhằm ngày 16 tháng 6 âm lịch năm Tân Sửu. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được đọc những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang, trích trong văn sao Tinh Hoa Lục, cũng như những lời khai thị của Hòa Thượng Tuyên Hóa vào năm 1992 do sư phụ soạn. Xin thành tâm cung kính dâng lên cúng dường toàn thể đại chúng trong buổi sáng ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Lời lẽ trong văn sao tuy vụng về chất pháp, nhưng nghĩa lý vốn lấy từ trong kinh Phật, nếu chịu đọc, nghe, tin và hành theo, lợi lạc vô cùng. Số 1. Tổ sư Ấn Quang khai thị, lúc dịch bệnh lưu hành nên niệm Phật, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát và trì thần chú Đại Bi. Bệnh dịch đang lan truyền, vợ con đều mắc bệnh. Hãy dạy bọn họ ai nấy đều chí thành niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nếu ông có thể niệm chú Đại Bi thì hãy gia trì nước Đại Bi cho họ uống, sẽ tự được lành bệnh, không cần phải miệt mài chữa trị. Những điều ông nói tợ hồ nắm được đại ý, nhưng chỉ là nói suông, hoàn toàn chẳng dùng được mảy may gì. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Quyển Thượng, thư trả lời cư sĩ Ngô Thương Châu. Đối với công khóa sớm tối, ngoài việc theo cả chùa thực hiện công khóa ra, mỗi tối niệm thêm chú Đại Bi 50 lượt hoặc 25 lượt. Ngoài ra, hãy lúc nào rảnh thì niệm Phật, chẳng nhớ số, bởi nhớ số tốn sức. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Quyển Thượng, thư trả lời cư sĩ Du Hữu Di vào năm 1937. Niệm Quán Âm thì không chỉ khuyên bảo tịnh hữu niệm, mà hãy nên tuyên cáo trong thôn mình ở và những thôn lân cận. Bất luận già trẻ trai gái đều nên ăn chay, niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Mọi người ai nấy ở trong nhà mình, vừa làm việc vừa niệm, thường niệm trong khi đi đứng nằm ngồi, chắc chắn chẳng bị ôn dịch. Năm trước, các xứ bị dịch tả thật dữ dội. Tại vùng phụ cận của Trấn Tự Tiền thuộc huyện Trần Thành, tỉnh Thiểm Tây, cả mấy trăm người chết. Trong thôn của một đệ tử có 50-60 nhà, ông ta dạy mọi người đều niệm Quán Âm, nên chỉ có 2 kẻ xấu bị chết, những người khác đều bình an. Cư sĩ Hà Hồng Cát ở huyện Cam Cốc, tỉnh Cam Túc đề xướng niệm Phật, phàm những chỗ niệm Phật, tật dịch chẳng xâm nhập bờ cõi. Ông khuyên tịnh hữu niệm là biện pháp nhỏ, dạy già trẻ trai gái trong cả thôn đều niệm mới là biện pháp lớn. Tốt nhất là ăn chay trường, nếu chẳng thể thì cũng nên bớt ăn mặn, dẫu chưa thể ăn chay cũng phải niệm. Đang trong lúc hung hiểm này, chỉ có niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát là được cứu vớt che chở. Những kẻ sợ chết muốn được yên vui sẽ chẳng đến nỗi, vẫn chẳng nghĩ làm như vậy là đúng mà coi thường. Nói đến tật dịch, hãy bảo mọi người đều cùng ở trong nhà của chính mình niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Sáng tối đến Phật đường lễ bái bao nhiêu đó lạy và niệm bao nhiêu đó câu. Ngoài ra, bất luận đi đứng nằm ngồi và làm hết thảy chuyện, trừ lúc viết văn, tính sổ phải dụng tâm ra, khi làm hết thảy mọi chuyện khác đều nên niệm. Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát có thể được Ngài che chở khỏi bị lây bệnh dịch ác nghiệt ấy. Nếu vậy, hết thảy mọi người trong một ngày hãy thuận tiện bàn niệm, thì tiếng niệm Quán Âm sẽ vang khắp ruộng đất đường xá. Đang trong cõi đời cực khổ, cực ác này, chỉ A-di-đà Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát là đáng nương tựa được, dạy cho khắp hết thảy già trẻ trai gái hàng ngày,
thường niệm Quán Thế Âm trong nhà, bảo đảm chẳng gặp tai họa, được nhiều điều tốt lành. Chỉ nên đến niệm trong điện thờ Quán Âm vào buổi sáng và buổi tối. Ngoài ra, tùy mỗi người đi đứng nằm ngồi, đều có thể niệm sao cho thuận tiện. Đây quả thật là phương cách thuận tiện nhất. Trích Ấn Quang, Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, thư trả lời cư sĩ Ninh Đức Tấn, thư thứ 6. Nay nhận được thư ông đề ngày 21 tháng 5 cho biết bệnh mắt vẫn chưa lành, nhưng khí trời nóng bức không chỗ nào tránh né được, lại còn bị dịch thời khí. Đấy là do ác nghiệp đồng phận của chúng sanh chiêu cảm. Xin hãy bảo khắp người làng cùng kiêng sát sanh niệm thánh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát để mong tật dịch tiêu diệt. Nếu có thể khẩn thiết chí thành, chắc chắn có hiệu nghiệm lớn lao. Ngay như bệnh mắt của ông cũng sẽ do tuyên nói rộng rãi lời này mà được lành bệnh, biển khổ rộng mênh mông, Quán Âm là bậc cứu độ. Nếu ai nấy chí thành trì tụng mà bị chết vì tật dịch, thì trời đất cũng sẽ đổi ngôi, mặt trời mặt trăng cũng sẽ xoay ngược. Nếu hời hợt hờ hững niệm thầm một hai câu mà muốn được hiệu quả khởi tử hồi sanh ngay, tuy Bồ Tát Đại Từ cũng chẳng làm sao được. Chẳng phải là Ngài không chịu cứu tế, nhưng vì tâm kẻ ấy chẳng chân thật, thiết tha, quyết khó thể cảm thông được. Mong hãy nói cặn kẽ những điều này với người làng thì may mắn lắm thay. Trích Ấn Quang, Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, thư trả lời cư sĩ Châu Bá Tù, thư thứ 14. Hiện thời là lúc tình thế đại hoạn nạn, bất luận phú quý hay nghèo hèn, già trẻ trai gái đều nên niệm thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật và niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát để làm căn cứ phòng ngừa tai họa. Phàm đao binh nước lửa, ôn dịch sâu rầy, hạn hán, lục lội, thổ phỉ, cường đạo và các tai họa ngoài ý muốn, bệnh tật do oán nghiệp, oan gia gặp gỡ, v.v. Nếu có thể chí thành niệm Phật và niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, chắc chắn sẽ gặp dự hóa lành. Dẫu là do định nghiệp tạo thành cũng có thể giảm nhẹ, chẳng đến nỗi khốc liệt quá mức. Những tai họa ấy chẳng phân biệt phú quý hay nghèo hèn. Nhưng người phú quý xem ra còn khó chịu đựng hơn kẻ nghèo hèn. Do vậy, chớ nên vì ta phú quý rồi coi thường, cũng như vì ta nghèo hèn bèn mặc kệ, chẳng lập kế đề phòng sẵn. Nhiều năm gần đây, thế đạo nhân tâm càng ngày càng đi xuống, giành đất tranh thành, tàn sát lẫn nhau. Nhân họa đã khốc liệt, thiên tai lại xảy đến, lũ lụt, hạn hán, sâu rầy, ôn dịch cùng lúc giáng xuống. Những tai họa ấy đều do những ác nghiệp của mọi người trong đời trước hoặc đời này chiêu cảm. Nhưng tâm đã tạo được nghiệp thì tâm sẽ chuyển được nghiệp. Đang trong lúc thiên tai nhân họa đồng thời xảy ra này, nếu có thể phát tâm chí thành, niệm thánh hiệu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, thệ nguyện từ nay trở đi giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thì chắc chắn sẽ được Ngài rủ lòng từ che chở, gặp dự hóa lành, trong các hoạn nạn chẳng bị nguy hiểm. Ấy là dùng biệt nghiệp niệm thánh hiệu Bồ Tát trong hiện tại, để chuyển cộng nghiệp đã tạo trong đời trước hoặc đời này. Vì thế thường được tốt lành, chư Phật Bồ Tát coi hết thảy chúng sanh trong lục đạo như con ruột, thường muốn cho họ được lìa khổ hưởng vui. Hiềm rằng chúng sanh mê muội chẳng sanh lòng tin tưởng, đến nỗi uổng phí từ tâm chẳng thể được lợi ích. Ví như mặt trời rạng rỡ giữa trời chiếu khắp muôn phương, kẻ đội chậu dù có đứng ngay dưới đó cũng chẳng được chiếu lỗi do đội chậu, chứ mặt trời đâu có lỗi. Câu chuyện số 1. Xã Tây Hương, huyện Tân Kiến, tỉnh Giang Tây có dòng họ Lý gồm khoảng 10.000 nhà, sống tụ tập trong một khu vực rộng lớn. Vào năm Mậu Dần, xã ấy bị bệnh dịch lan tràn khắp nơi. Dân trong xã thì cứ 10 gia đình thì có 8-9 gia đình mắc bệnh. Chỉ mỗi gia đình của họ Lý thì lớn nhỏ đều được an toàn, không mắc bệnh. Dân chúng trong xã sanh nghi, đua nhau dò hỏi nguyên do. Một số người cho rằng gia đình đó có phương thuốc gia truyền đặc trị. Chủ nhà họ Lý đáp, hoàn toàn không có. Trong nhà tôi chỉ kiềng thành cúng dường,
niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, hàng ngày xưng niệm lễ bái đại sĩ và phát nguyện ấn tống kinh Phổ Môn nghìn quyển. Nhờ đó chúng tôi đều thoát khỏi chứng bệnh nguy hiểm này. Bây giờ mọi người nghe nói xong thì phát tâm tin tưởng, đua nhau thành kính cúng dường Đức Quan Âm Bồ Tát và xưng niệm danh hiệu của Ngài tinh tấn. Từ đó về sau, mọi nhà đều được an ổn, không còn ai bị bệnh dịch nói trên nữa. Trích Bạch Y Kính Cẩn Niệm. Câu chuyện số 2. Vương Quang là người ở xứ Cửu Giang. Vào một hôm nọ, ông đến thăm nhà bà con, thấy trong nhà đang in kinh Phổ Môn rất nhiều, nên Vương Quang xin vài quyển mang về nhà để trong khánh và thường đốt hương đèn cúng dường kinh. Bấy giờ trong vùng ấy có chứng ôn dịch lưu hành, dân trong làng bị bệnh chết hơn phân nửa, những nhà hàng xóm đều bị nhiễm bệnh, nhưng gia đình của Vương Quang không một người bị bệnh. Đêm nọ, Vương Quang nằm mộng thấy Quán Âm đại sĩ đến bảo: "Ta rất thương xót dân chúng địa phương này bị tai nạn ôn dịch, nên ngươi mau đem kinh này phát mỗi nhà một quyển và khuyên họ trì tụng thì bệnh ắt khỏi." Giật mình thức giấc, Vương Quang vội đến nhà bà con xin thêm nhiều quyển kinh, sau đó đem về phát cho mỗi nhà một quyển như lời Bồ Tát đã dạy. Nhà có người bị bệnh dịch, khi nhận được quyển kinh và trì tụng thì đều khỏi bệnh. Vì thế dân chúng phát tâm tín kính, đều thỉnh kinh về tụng, từ đó cả làng vui sống an ổn, không bị nạn ôn dịch nữa. Trích Quán Âm Kinh Linh Nghiệm Lục. Câu chuyện số 3. Triều nhà Tống Uẩn Đề Pháp Sư hiệu là Thanh Biện, họ Châu, là người tiên đường. Pháp sư từng mắc phải chứng bệnh dịch, chạy chữa trăm phương đều vô hiệu. Pháp sư tự biết bệnh này ngoài Phật lực ra thì khó mong được khỏi, nên Pháp sư chí thành lễ bái, xưng niệm thánh hiệu Quán Âm. Một đêm nọ, Pháp sư mộng thấy có một người đến, dùng đục vạch ngực Pháp sư để đổi trái tim mình, sau đó lại dùng tay xoa vết thương rồi bỏ đi. Khi giật mình tỉnh dậy thì bệnh của Pháp sư tự nhiên lành. Bấy giờ tất cả kinh lục luận Pháp sư đã xem từ trước đều nhớ lại và hiểu thông lý thú, lại có thể hạ bút thành chương, xuất ngôn thành bảo điển. Mọi người đương thời đều cho là nhờ Pháp sư thành tâm lễ bái xưng niệm Quán Âm đại sĩ mà được biện tài vô ngại, là sự việc minh chứng hiển thực. Trích Phật Tổ Thống Ký. Số 2. Tổ sư Ấn Quang khai thị: lúc bệnh dịch lưu hành nên ăn chay, kiêng giết và phóng sanh. Phải biết những loài vật bay trên không, lặn dưới nước đều có cùng một tâm linh minh giác tri như ta. Nhưng vì túc nghiệp sâu nặng cho nên hình thể rất khác biệt, miệng chẳng thể nói được. Nhìn vào tình trạng tìm tòi cái ăn, trốn tránh cái chết sẽ tự hiểu chúng nó chẳng khác gì con người. Chúng ta nương vào sức túc phước, may mắn được sanh trong loài người, tâm có trí khôn, lẽ ra phải giữ vẹn tình cha trời mẹ đất, coi dân như ruột thịt, xem loài vật như chính mình, hòng khỏi phụ cái tiếng sánh cùng trời đất xưng là tam tài, phụ trợ quyền sanh trưởng dưỡng dục của trời đất, khiến cho dân lẫn loài vật đều được sống yên, cùng được trời đất che chở, cùng hưởng niềm vui sống hết tuổi trời thì mới nên. Nếu chẳng cảm nhận đức hiếu sinh của trời đất, cứ mặc tình giữ ý niệm tham ăn, tham uống, cậy ta mạnh lắng hiếp loài yếu, ăn thịt chúng nó cho thỏa bụng mình, ắt đến một ngày nào đó, phước xưa đã hết, sát nghiệp hiện tiền, muốn chẳng bị đổi đầu thay mặt, lần lượt bị chúng nó giết ăn, há có được chăng? Huống chi thịt có chất độc, do lúc chúng bị giết hại, tâm oán hận cố kết lại. Vì thế những khi ôn dịch lưu hành, người ăn chay rất ít bị truyền nhiễm. Hơn nữa, thịt là thứ uế trược, ăn vào khí huyết dơ, tinh thần tâm tối, phát triển nhanh nhưng chóng suy, là đầu mối dễ nảy sinh bệnh tật nhất. Đồ chay là phẩm vật tinh khiết, ăn vào khí chất trong sạch, trí óc sáng sủa, khỏe mạnh lâu dài, lâu già, do có nhiều khả năng bồi bổ. Đây tuy là lời bàn thông thường về phép vệ sinh, chứ thật ra chính là lời luận cùng tột tánh. Do tập tục quen thói đến nỗi mê muội chất chứa, không thể phản tỉnh được. Phải biết nhân từ đối với dân thì phải thương yêu loài vật. Tàn nhẫn đối với loài vật quyết khó thể nhân từ đối với dân.
do tập tánh khiến ra như thế. Vì vậy, khi vua thánh cai trị cõi đời, chim thú cá rùa đều sống yên vui. Thánh vương dùng đạo sáng để dạy dân, chất keo dính để bẫy chim, gậy gộc, đạn cung đều bỏ hết. Thử nghĩ xem, từ xưa đến nay, phàm những kẻ tàn nhẫn, tham tàn, dòng dõi đa phần tuyệt diệt, người nhân từ cứu giúp, con cháu ắt thành vượng. Kẻ cầm đầu làm ác, Khổng Tử phán đoán kẻ ấy vô hậu. Kẻ mặc tình ăn thịt, Như Lai dự ký ắt phải đền trả. Xin chớ nói suông, xa lánh chuyện bếp núc. Đấy chính là lời nói quyền biến thuận theo thế tục. Hãy nên vĩnh viễn dứt những thứ hôi tanh thì mới thật nghĩa xứng lý. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tăng Hoàng Chánh Biên Quyển 4, quảng cáo khai trương tiệm bán đồ chay của Ninh Ba Công Đức Lâm. Như có kẻ nói, kẻ quan quả cô độc bằng cùng hoạn nạn đâu đâu cũng có, sao không chu cấp, lại gấp rút lo lắng cho loài dị loài chẳng liên quan gì đến ta. Đấy chẳng phải là điên đảo nơi chuyện thông thả, gấp rút, nặng nhẹ đó ư? Đáp, ông chưa biết nguyên do Đức Như Lai dạy người kiên giết phóng sanh. Tuy người và vật khác nhau nhưng Phật tánh vốn đồng. Do ác nghiệp nên chúng bị trầm luân trong dị loại. Ta do thiện nghiệp may được thân người. Nếu chẳng xót thương giúp đỡ, cứ mặc tình giết hại ăn nuốt, thì một mai kia nếu phước ta hết rồi, tội của chúng đã trả xong, khó tránh khỏi phải đền trả từ đầu, đem thân mình thỏa miệng bụng của chúng. Phải biết đao binh đại kiếp đều do sát nghiệp đời trước cảm thành. Nếu không có sát nghiệp, dẫu thân gặp phải giặc cướp, chúng cũng sẽ khởi lòng lành, chẳng giết hại mình. Huống chi những tai nạn bất ngờ như ôn dịch, nước lửa, thì người kiên giết phóng sanh rất ít gặp phải. Do vậy biết rằng che chở loài vật chính là tự che chở mình. Kiên giết sẽ khỏi bị trời giết, quỷ thần giết, trộm cướp giết, khỏi bị oán thân giết nhau báo thù trong tương lai. Những kẻ quan quả cô độc bằng cùng hoạn nạn cũng nên tùy phần tùy lực chu cấp cho họ. Chứ nào phải người kiên giết phóng sanh hoàn toàn chẳng hành những điều công đức ấy. Tuy người quan quả cô độc rất đáng thương, nhưng họ chưa đến nỗi lâm vào tử địa. Còn loài vật nếu không bỏ tiền chuộc mạng sẽ lập tức phải lên chảo thớt để thỏa bụng miệng con người. Lại có kẻ nói, loài vật vô tận phóng sanh được mấy? Đáp rằng, phải biết chuyện phóng sanh thật ra nhằm để phát khởi thiện tâm tối thắng, bảo vệ sinh mạng mọi loài vật của mọi người. Ngõ hầu lãnh hội được ý nghĩa của chữ phóng là thả. Trong tâm đã động lòng trắc ẩn, ắt chẳng nỡ ăn nuốt. Đã không có người ăn nuốt, thì người đánh bắt sẽ phải thôi, khiến cho hết thảy loài vật dưới nước, trên mặt đất, trên hư không đều tự tại bay chạy bơi lội trong nơi sinh sống của chúng. Như vậy thành ra không phóng sanh, mà hóa ra là phóng sanh khắp tất cả. Đấy chẳng phải là cả thiên hạ biến thành một cái ao đó ư? Dẫu không phải ai cũng đều như vậy cả. Nhưng một người chẳng nỡ ăn thịt thì vô lượng sanh mạng trên đất liền, dưới nước khỏi bị giết chóc. Huống chi nào phải chỉ có một người. Lại vì hết thảy đồng nhân trong hiện tại và vị lai, đoạn trừ cái nhân của quan quả cô độc, hoạn nạn bằng cùng, tạo cái duyên trường thọ, không bệnh, phú quý, an lạc, cha con đoàn viên, vợ chồng giai lão cho họ. Đấy chính là làm chuyện chu cấp, cứu tế sẵn, để đời đời kiếp kiếp trong vị lai, mãi mãi chẳng bị những nỗi khổ, quan quả cô độc vân vân, hưởng thụ dài lâu những niềm vui sống lâu, giàu sang vân vân. Đấy chẳng phải là cả nước được hưởng phước đó ư? Hả, có nên coi thường gác bỏ? Ông hãy nghĩ kỹ đi. Kiên giết phóng sanh rốt ráo là khăng khăng vì con người hay là khăng khăng vì loài vật? Điên đảo nơi chuyện thông thả, gấp rút, nhẹ nặng vậy. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tăng Hoàng Chánh Biên Quyển 2, Sớ Trùng Tu Ao Phóng Sanh Chùa Cực Lạc ở Nam Tầm. Số 3. Những lời khai thị của Hòa Thượng Tuyên Hóa vào năm 1992, Ngài dạy về cách hóa giải bệnh viêm phổi. Bệnh viêm phổi còn trầm trọng hơn cả bệnh S, vì có thể truyền nhiễm qua cái bắt tay, mở miệng nói, hoặc là da thịt chạm nhau. Nếu đeo khẩu trang hay mặt nạ thì cũng không thể phòng tránh được.
chỉ có thể thoát được nhờ tu hành và ăn chay. Vi trùng bệnh viêm phổi có thể lây lan qua không khí, lợi hại hơn cả bơm nguyên tử hay là bơm sinh khí. Chú Đại Bi có thể chữa tất cả bệnh tật, kể cả bệnh S và bệnh viêm phổi, nếu chí thành và khẩn thiết trì tụng. Một đại họa cho nhân loại, mỗi chúng ta nên nhật tân, nhật nhật tân, hữu nhật tân. Mình phải mỗi ngày tiến bộ, mỗi ngày mình phải khá hơn ngày trước, nếu không mình sẽ lãng phí đời người. Hãy tụng chú Đại Bi và chú Thủ Lăng Nghiêm. Chú Đại Bi có thể chữa lành mọi loại bệnh. Cho nên nói rằng Đại Bi thần chú thông thiên địa. Khi mình niệm chú Đại Bi, tất cả các cõi trời, các tầng địa ngục đều lắng nghe, càng niệm càng có linh cảm. Tuy vậy nhưng mình phải niệm một cách đều đặn, thường ngày. Không thể là hôm nay hoa sen, ngày mai thì hoa mẫu đơn. Hôm nay tụng bài này, ngày mai niệm bài khác, không chuyên nhất. Có câu rằng chuyên nhất thì linh cảm, tạng mạng chẳng thành chi. Tôi nhớ lúc tôi còn ở Mãn Châu, có một làng nọ có dịch truyền nhiễm, hàng chục người chết mỗi ngày, cho nên sau 10 ngày thì hàng trăm người đã chết. Trong gia đình có 11 người, có 13 người chết trong 3 ngày. Làm sao mà có 13 người chết trong gia đình 11 người? Là vì có 2 người, một người là bà con và một người bạn đến thăm gia đình ấy nên lây bệnh. Không biết rằng họ cũng sẽ chết với những người khác. Thật là một trận dịch khủng khiếp. Lúc bấy giờ tôi dẫn theo 4 cậu bé, 11 hoặc 12 tuổi, đến làng đó để tụng chú Đại Bi cứu giúp. Sau khi chúng tôi đi nhiễu xung quanh làng, trì tụng 108 biến chú Đại Bi, bệnh dịch biến mất một cách kỳ lạ. Do đó tôi biết rằng, cảm ứng của chú Đại Bi thì không thể nghĩ bàn. Bây giờ chúng ta đang ở trong thời kỳ mạt pháp. Thời mạt pháp là gì vậy? Là thời mà giáo pháp gần tàn và sắp biến mất, ít người thật sự tin Phật, và người Phật tử còn phỉ báng Phật Pháp Tăng. Phỉ báng Tam Bảo thì làm sao gọi là tin Phật? Phải gọi là tin ma, vì tin nơi ma quỷ nên họ phá hoại Phật Pháp. Và vì vậy, đủ thứ hiện tượng ma quái xuất hiện trên thế giới, hoặc là thiên tai nhân họa hay là lan tràn bệnh dịch. Thiên tai như lục lội, hạn hán, nạn châu chấu phá hoại, mùa màng v.v. Nhân họa như vụ rớt máy bay, xe lửa trật đường ray, đụng xe v.v. Những tai ách này xảy ra hầu như không có lý do rõ rệt nào và gây nhiều thiệt hại nhân mạng và khủng hoảng khác. Rồi còn động đất xảy ra nơi nơi, thật đáng khiếp sợ. Nhưng con người chỉ biết sợ hãi khi tai họa xảy ra đến. Họ không tìm căn nguyên của những tai họa ấy. Thiên tai không phải thiên có tai họa, chính là nhân loại chịu tai họa. Nhân họa là do chính con người chúng ta gây ra. Những vụ động đất xảy ra vì con người ưa chiến tranh, ưa sân hận và giết vô số người khác. Quý vị có muốn chết hay không? Quý vị có thích giết người hay không? Tốt lắm, vậy chúng ta cùng chết. Cho nên động đất, những tai họa ấy đều là những hiện tượng ma quái. Tại sao chúng ta không chịu quán chiếu để tìm ra căn nguyên của những tai họa này? Xin nói với quý vị rằng, tất cả những thiên tai nhân họa, những trận động đất, máy bay rớt, xe lửa lật, tàu chìm, đụng xe, tất cả đều là do tâm con người tạo ra. Vì tâm con người đã mất hết bản chất người, đạo đức đã suy đồi, cho nên những hiện tượng bất thường ấy mới xảy đến. Hiện nay vẫn còn có người nghiên cứu S và cố tìm phương thức chữa bệnh này. Thật giống như biết rằng không thể làm mà vẫn cố làm. Họ cố chữa bệnh này, chẳng những đã thất bại, lại còn tạo ra một thứ S khác, đó là bệnh viêm phổi. Bệnh viêm phổi này còn đáng sợ hơn bệnh S nữa. Bởi vì bệnh mới này có thể truyền nhiễm qua cái bắt tay, người bệnh chỉ mở miệng ra nói là có thể truyền bệnh qua người khác. Trong năm vừa qua, không những bệnh nhân không thể lành, mà ngay cả các bác sĩ và y tá, gần 20.000 người đã chết vì bệnh này, chẳng có cách nào trốn thoát, ngay cả mang khẩu trang hay mặt nạ, chỉ cần da thịt chạm nhau là bệnh được lan truyền. Vi trùng bệnh có thể lây qua không khí, loại bệnh này còn nguy hại hơn cả bơm nguyên tử hay cả bơm sinh khí. Cho nên nó là một tai họa không khác bệnh dịch.
Bây giờ thì bệnh dịch này đã phát tác, và chẳng những người nam bị mắc bệnh mà cả người nữ cũng bệnh. Và không những cả nam lẫn nữ đều mắc bệnh, ngay cả trẻ sơ sinh cũng mắc chứng bệnh viêm phổi và bệnh S này. Quý vị hãy nhìn lại xem, có phải thật là khủng khiếp lắm không? Giờ đây trên khắp thế giới, nếu chúng ta đếm số người mắc bệnh S và chứng xưng phổi mới này thì con số không phải là nhỏ. Vì rằng một số thai nhi đã bị nhiễm vi khuẩn bệnh xưng phổi này ngay khi còn trong bào thai, cho nên khắp thế giới, giờ cuối cùng của con người đã điểm, cái gọi là những ngày cuối cùng của nhân loại, có nghĩa là tất cả sẽ bị tiêu diệt và biến mất. Hơn phân nửa dân số thế giới đang bị nhiễm vi khuẩn bệnh này. Khi nó phát tác, nó sẽ giống như trận đại hồng thủy mà không một ai có thể ngăn chặn. Nhân loại phải làm gì khi đối diện với tai ương này? Chúng ta phải chí thành khẩn thiết, trì tụng chú Đại Bi. Đức Phật dạy rằng, chú Đại Bi có thể chữa lành 84.000 tật bệnh trên thế gian. 84.000 chứng bệnh thì bao gồm cả S và viêm phổi. Chúng ta phải sanh lòng thành khẩn, xem việc tụng chú quan trọng như việc ăn cơm, cần thiết như việc mặc áo, không thể thiếu sót như việc ngủ nghỉ. Mình phải làm như thế nào để chú Đại Bi trở thành một phần của cuộc sống hàng ngày của mình? Được vậy, bệnh S sẽ sợ, bệnh viêm phổi cũng ngán, nhưng cần yếu là ta phải hết sức thành khẩn. Hơn phân nửa nhân loại sẽ bị hủy diệt, và những người sống sót là những người biết tu đạo, những người chân thật tu hành, những người biết niệm Phật, những người biết tụng kinh và những người ăn chay. Đó là những người có thể sống sót. Không phải tôi cố ý muốn nói điều này để hù dọa quý vị. Đã đến lúc tôi không thể không lớn tiếng. Thời đại này không phải là thời đại hòa bình. Đây là một thời đại vô cùng nguy ngập. Tôi không thể không thống thiết lớn tiếng với các quý vị rằng, sáng dậy không chắc gì ta yên được đến tối, vì rằng tai họa này đến trong khoảnh khắc, không ai có thể ngờ. Dịch bệnh là quả báo do con người tạo nhân sát sanh. Quả đã trổ thì không có con đường nào trốn thoát, chỉ có niệm Phật, niệm Quán Âm, trì chú Đại Bi, phóng sanh, kiên giết, ăn chay, để mong báo nặng thành báo nhẹ thì nhanh hết. Quả báo dịch bệnh hay gọi là dịch khí, nó lây nhiễm từ không khí, chứ lây nhiễm từ người sang người là chuyện phụ, lây nhiễm trong không khí là chuyện chính. Tàn hại sinh linh kinh thiên địa, báo hận oán sâu khóc quỷ thần. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng ở viện chiên tu cũng như ở trên chùa Quán Thế Âm, Pháp hội niệm Phật A Di Đà. Hôm nay ngày mùng 10 tháng 2 năm 2021, nhằm ngày 29 Tết năm Canh Tý. Sáng hôm nay dẫn nhàn lên dùng sáng với đại chúng và có một số những công việc khá là quan trọng để thông báo và phổ biến và nhắc nhở đại chúng trong cái dịch bệnh đang bùng phát và lan truyền rất là khủng khiếp. Thưa quý vị, hôm qua chúng tôi coi được một cái đoạn khoảng 20 phút của VTV1 Chào Buổi Sáng, đài phát thanh của nước Việt Nam mình, có nói đến cái việc mà dịch bệnh đang lan tràn, thành phố Hồ Chí Minh đã bị phong tỏa gần chục điểm. Và chúng tôi nhìn vô thấy họ kéo hàng rào lại hết. Và hầu như những người bị phong tỏa đó phải ở trong nhà hết. Sân bay cũng bị những người nhân viên đó, cũng bị sân bay Tân Sơn Nhất mình cũng bị nhiễm COVID dương tính, 5-6 người vậy đó. Thì vừa coi buổi trưa xong
của đài VTV1 Chào Buổi Sáng gửi trên YouTube thì chúng tôi theo dõi xem xong thì liền buổi tối có một cái công văn của Chủ tịch tỉnh ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng, có nói về cái việc tại tỉnh Lâm Đồng phải nỗ lực tích cực để phòng chống Covid, bởi vì thành phố Hồ Chí Minh là điểm tụ hội rất nhiều người các tỉnh, họ ở các nơi các tỉnh họ về làm việc xong, sau bắt đầu là gần Tết đó, thì họ sẽ về lại các tỉnh, về lại nhà họ. Thì trong tỉnh Lâm Đồng mình cũng có những con em đi học, rồi có những người đi xuống đó làm việc, cho nên thành ra họ nói rằng ai ở thành phố Hồ Chí Minh mà về Lâm Đồng là phải khai báo và cách ly. Dịch bệnh đợt trước thì cách ly nước, tức là các nước đi về như nước Mỹ, Úc, Canada về thì cách ly, mà hôm nay trầm trọng hơn là tỉnh cũng cách ly, từ tỉnh này qua tỉnh kia cũng phải cách ly luôn. Nó đang diễn biến rất là phức tạp, kinh khủng lắm. Và hôm qua nghe cô Thương, cô làm việc cầm băng, cô nói có một người từ Sài Gòn về, rồi công an báo là họ có tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid. Tối hôm qua là 11 giờ lại phong tỏa nhà người đó, bắt ông đó đi cách ly. Cuối cùng kiểm tra thì âm tính chứ không phải dương tính, tức là chưa bị bệnh, may quá. Chứ không thì Đức Trọng mình bùng phát nữa. Thì trong cái văn bản của ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng đó, ông có nói rất là gắt và xử lý rất là nghiêm những nơi mà tụ tập, hầu như là ngưng hết tất cả các tụ tập ở Sài Gòn, là coi như là những cái điểm mà tụ tập karaoke, và chúng tôi thấy hầu như là những vui chơi rồi tập trung rồi ngừng sinh hoạt tôn giáo, ngừng sinh hoạt tôn giáo, dừng tổ chức lễ hội, nghi lễ tôn giáo, tiệc tùng. Kinh khủng như vậy. Vì vậy cho nên thành ra hôm nay đó thì sáng nay đó thì Giác Nhàn lên để chia sẻ cho đại chúng. Hiện tại Tết các cụ ở khu chiên tu cũng như trên chùa hay đi về thăm nhà, năm nay không có đi được nữa đâu. Xe cộ cũng hạn chế và máy bay bữa nay coi như là cô Hạnh Biểu ở dưới Sóc Trăng. Mùng 8 Tết là cổ lên để dự mùng 10 cộng tu đầu năm á. Máy bay trả vé lại, không bay nữa. Mùng 10 chắc mình cũng không có tổ chức được. Giờ chưa có cái quyết định là ngừng cách ly, cho nên mình không có thể nào mà tổ chức cộng tu được, tụ tập, nhất là tôn giáo, dừng tất cả các nghi lễ, tụ tập lại hết. Sáng hôm nay việc này tương đối khá quan trọng, cho nên thành ra Giác Nhàn mới trực tiếp ở đây nói với đại chúng ở trên chùa và ở dưới vị chiên tu, nắm cho rõ, cho kỹ từng lời, từng ý chúng tôi nói để mà mình chấp hành cho tốt. Chứ không mà họ đến mà thấy mình không có chấp hành thì thất bại. Hầu như trên tỉnh thất, cái đợt dịch bệnh lúc trước diễn biến rất kinh khủng. Chính quyền xã khi nhận được công văn giống y chang như vậy là họ xuống họ canh, không cho người vô. Và đại chúng ăn cơm phải lên trên phòng, nhưng mà nói là đeo khẩu trang thì không chấp hành, cho nên họ nói là đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, sát khuẩn, không tập trung đông người. Đó là cái cách mà quy định của nhà nước và những người cách ly dịch bệnh họ có kinh nghiệm, họ nói như vậy mình phải chấp hành theo. Dẫu cho mình không có tập trung lại, mình ở trong phòng thì không nói, vừa bước ra là phải đeo, mà đúng ra thực sự là phải đeo hết cái lỗ mũi, nhưng mà mình ngợp mình chịu không nổi. Và nhiều người như lúc trước vừa rồi đây là ở trên tỉnh thất là gần như là đeo hết. Có chú Thanh Sơn một vài người họ ngợp họ chịu không nổi, họ tháo ra. Ngồi ở trên pháp tòa đâu có kêu dối cho họ đeo vô lại được đâu. Một số người họ không có chấp hành. Vì vậy cho nên toàn bộ bữa nay là hầu như là ngoài đường họ đeo hết. Mà mình ở trong này tập trung đông, mình không đeo. Dẫu cho trong này không có dịch bệnh, nhưng mà mình đó là mình chấp hành cái quy định họ đeo khẩu trang, sát khuẩn, đúng không ạ? Đo thân nhiệt. Đó là cái việc đầu tiên mà chúng tôi khuyến khích đại chúng và anh em với nhau. Thấy các cụ, các thầy mà không có đeo, mà đeo suốt như vậy luôn, che lỗ mũi chịu không nổi, nó ngợp mới chịu không nổi. Và cái lúc chưa tiếp xúc mình bịt luôn hết cái lỗ mũi gì, cái hơi,
nó khó chịu và mình chịu không nổi. Nhưng mà có nhiều người họ phải chấp hành như vậy, không ạ? Cho nên chúng tôi thấy, thí dụ không dịch bệnh mà đeo như vậy cũng rất vệ sinh, vệ sinh lắm. Mình nói cái hơi của mình nó không có, lỡ mà cái hơi miệng của mình nó hôi á, mà nó không bay ra ảnh hưởng người khác. Thì bây giờ ở dưới này là chưa có khẩu trang đủ, là chút nữa thầy phiên bây giờ đi lên trên cái phòng của Giác Nhàn á, là lấy hết toàn bộ khẩu trang cho nó còn nhiều lắm. Chuẩn bị đó, phát cái quà lì xì đầu năm cho mùng 1, mùng 2, mùng 3, không có tụ tập Giác Nhàn, không có lên tập trung đông để mà phát được. Thì chút xíu nữa là thầy Nhuận Phiên sẽ phát sẵn, bây giờ chút xíu nữa là cho họ đeo luôn cái khẩu trang vô trong đó. Và hôm nay cái buổi cuối năm Giác Nhàn nói chuyện về cái việc phòng chống dịch và cái việc mà mình phòng ngừa bằng cách là mình phải tạo làm sao trong con người mình nó có một cái đề kháng miễn nhiễm mạnh. Cái này quan trọng. Còn cái việc đeo khẩu trang là cái người đã nhiễm rồi đó, thì nhiều lúc nó nhiễm qua không khí mà họ thở và cơ thể mình đề kháng yếu á, nhiều lúc họ bịt khẩu trang nó cũng qua, cũng có, chứ không phải đơn giản đó. Chỉ có một cái là trong cơ thể mình nó có cái chất đề kháng miễn nhiễm mạnh á, thì cái này an toàn nhất. Cái chỗ này quan trọng nè. Đó. Thì vậy cho nên thành ra hôm nay đó thì trước khi nói đến cái việc phải cách ly trên chùa như thế nào, hoặc giả đại chúng sinh hoạt ra sao và lễ lược vân vân như thế nào, chúng tôi để lùi ra phía sau. Bây giờ đây chúng tôi nói trước về cái việc mình phải làm sao trong cơ thể mình có một cái đề kháng miễn nhiễm tốt. Cái việc mà hôm nay đại chúng mình rất an tâm đó là hầu như ở khu viện chân tu và trên chùa là ăn chay trường. Một số những người là đã ăn chay trường thì đây là một cái việc may mắn rất là lớn. Vì Tổ sư Ấn Quang Ngài có khai thị, mà chút xíu nữa thầy Nhuận Minh sẽ đọc hai trang này đủ. Nhưng mà cái đoạn ngắn này Ngài nói cái chỗ này. Phải biết đao binh đại kiếp đều do sát nghiệp đời trước cảm thành, nếu không có sát nghiệp, dẫu thân gặp phải giặc cướp, chúng cũng sẽ khởi lòng lành, chẳng giết hại mình, huống chi những tai nạn bất ngờ như ôn dịch, nước, lửa, thì người kiên giết phóng sanh rất ít gặp phải. Cái sát nghiệp nếu mà mình tránh được là không giết, không ăn, gọi là kiên giết ăn chay, thì dẫu cho ôn dịch như là virus corona này nè, khi mà nó đến với mình á, thì nó cũng gì? Nặng thành nhẹ, nhẹ biến mất. Và ít khi gặp phải, nó khiến cho mình phải di dời đi một cái nơi khác. Cái lúc mà chúng tôi ở bên Mỹ thì chưa có biểu hiện gì dịch bệnh, mà trong lòng sao là một hai là phải đi về. Khi đọc văn sao thì thứ nhất là mình thấy mình thiếu bổn phận đối với cái viện chân tu và trên chùa với đại chúng. Vấn đề thứ hai đó là không phải mình chê nước Mỹ hoặc là mình thấy cái gì, nhưng mà tự nhiên trong lòng nó thúc giục. Cho nên thành ra cái người mà khi mà họ không có sát nghiệp thì khiến họ phải tránh cái sát kiếp ở nơi đó. Tự nhiên cái phước đức và cái công đức ăn chay phóng sanh kiên giết nó bảo bọc và nó vận hành với mình, như cuộc sống mình như vậy. Mà khi bây giờ nói bên Mỹ thì kinh khủng, có một tiểu bang đó mà hai cái lò thiêu thiêu ngày đêm không kịp con người, quá cỡ rồi. Nói như vậy không phải là chúng tôi chê nước Mỹ hoặc chúng tôi nói xấu nước Mỹ, mà chúng tôi đi về mà chúng tôi thấy cái việc mà sát nghiệp ở bên đó gần như là rau là phụ mà thịt là chính. Chúng tôi vào trong mấy cái bên này gọi là siêu thị, bên đó một số những cái chỗ mà người ta bán lớn á, Costco đồ, thôi cái hàng thịt kinh khủng, mà không biết họ làm sao mà họ giết xong mà họ đông lạnh, họ lấy cái bọc họ bọc lại còn máu tươi đỏ rối như vậy. Cá thịt kinh khủng luôn, và cái món ăn của họ thích đó là vẫn là thịt cá. Nơi nào tạo sát nghiệp nhiều, nước nào tạo sát nghiệp nhiều, nhà nào tạo sát nghiệp nhiều, nhà nào không chịu kiên giết, người nào tạo sát nghiệp không chịu kiên giết và không ăn chay, thì chỗ đó khi gặp ôn dịch nhẹ thành nặng, bùng phát mạnh lên nữa.
Đây rõ ràng trong văn sao Ấn Độ nó. Như vậy hôm nay mình ăn chay rồi, mình phải làm sao cho con người mình nó có cái đề kháng miễn nhiễm mạnh nữa. Thì thường mình phải học theo những người xưa. Lắng nghe chỗ này. Cái người xưa mà ở bên cạnh Giác Nhàn, và Giác Nhàn ở bên cạnh chăm sóc là thân phụ của Giác Nhàn. Giác Nhàn nói cái câu chuyện của ông cụ, cuộc đời của ông cụ cho quý vị nghe. Thì khi mà ông cụ ở bên Ban Mê Thuộc đó, thì ông gặp cái chứng bệnh suy tỷ, hay còn gọi là ung thư máu. Cái lúc bà cụ đi tu thì ông không có ai nấu cho ông ăn, ông ra bên ngoài ông ăn. Và bên ngoài thì hầu như quán chay không có, là ông ăn mặn. Ở bên cạnh đó đó thì khi Giác Nhàn đi tu, thầy Trí Thạnh cũng đi tu rồi, anh Trực thì có vợ rồi lo cho con cho vợ, chị Cúc thì có chồng lo cho chồng con, còn ông cụ ở một mình căn nhà, ông rất là buồn. Nhiều lúc chúng tôi về, ông tâm sự, ông kêu ông muốn ăn uống nhậu nhẹt cho nó chết đi cho rồi, chứ khổ quá rồi. Con cái cũng đi, vợ cũng bỏ đi tu rồi, chán quá rồi. Bởi vì lúc đó ông cũng chưa biết tu. Sau đó rồi cuối cùng ông ăn uống rồi nhậu nhẹt, cũng theo bạn bè đủ kiểu đủ trò bên đó, rồi bắt đầu cái bệnh nó phát nặng là ung thư máu. Chúng tôi về nhớ cái cảnh mà bây giờ nó in trong đầu, là ông ngồi trước cái nhà đó mà nhìn ông giống như người trong tù mới ra. Nó xanh không thể tưởng tượng được. Khi mà suy tỷ máu nó không có đủ á, là con người nó xanh như tàu lá, mà nhìn ông thê thảm quá. Chúng tôi quyết định đưa lên xe và đem ông cụ qua đây. Thì khi cuộc sống của ông bên đó thì ông ăn mặn, buồn phiền. Mà khi ăn mặn thì cái độc tố của thịt, của cá đó nó đi vào trong cơ thể, nó làm cho cái chất miễn nhiễm đề kháng bắt đầu yếu dần. Và độc tố trong con người mạnh lên, rồi buồn phiền, giận hờn trong tư tưởng nó tiết ra độc tố nữa. Hai cái, nó dập hai cái, một mặt là thân thể ăn loài động vật để nó tiếp nhận độc tố. Hai là tinh thần buồn phiền, chán chường, giận dỗi, bực tức, khó chịu, chuyện nhỏ xé cho to ra. Thì đây là độc tố từ tư tưởng và từ cơ thể, hai cái nó dập. Khi đưa ông qua đây thì chúng tôi nhớ là 3 tháng gần như là truyền máu cũng khoảng 10 lần. Thì đến tháng thứ 3 khi đem lên bệnh viện thử thôi, cho thấy lúc đó biểu hiện khoảng 1 tuần hoặc 2 tuần sau là bắt đầu mặt ông xanh lè và cơ thể xanh lè, không đủ máu là ông lạnh trong người là phải mang đi. Mà truyền vô cái máu vô trong người cái là môi hồng, người hồng hào khỏe trở lại. Sống vì máu người ta, máu nó bị hư mất rồi. Do ăn những con thú và nó độc tố nó ở trong người, và tinh thần ông buồn bã cho nên là ung thư máu luôn. Và 3 tháng đó thì chúng tôi gần như là đưa ông cụ đi lên bệnh viện đa khoa trên Lâm Đồng là truyền máu liên tục. Có tuần 2 tuần chưa... chưa tới 2 tuần, khoảng 10 ngày đến 1 tuần là gọi là hết máu trong người rồi. Mà khi ông qua là chúng tôi phải ẵm ông đi lên dốc chứ đi không nổi. Mà khi truyền máu về là ông đi ầm 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 ầm, đi bình thường lại, khỏe trong người ấm liền. Và đến 3 tháng sau thì ông hết. Thì trong cái quá trình ông hết đó thì chúng tôi rút ra một cái kinh nghiệm như vậy. Và bên cạnh sống với ông, thứ nhất là qua đây là ăn chay với Giác Nhàn rồi đó. Vấn đề thứ hai đó là ông... được Phật tử thỉnh thoảng đến cho tiền thì ông xuống chợ Phi Nơm mua cá phóng sanh. Vấn đề thứ ba đó là ông chịu niệm Phật. Những cái chỗ này quan trọng nè, ông chịu niệm Phật. Tinh thần ông bắt đầu thay đổi. Và thêm thế nữa đó là ông thích đi bộ. Mọi đi bộ của ông hay lắm. Cái dốc quý vị biết từ trên chùa mình đi xuống dưới Xí Nghiệp Xứ, một ngày ông lội cả chục vòng mà ông đi hay lắm. Không phải là từ dưới dốc ông đi vội vã đi cho nhanh lên tới trên chùa đâu. Ông đi một đoạn, ông thấy mấy người làm rau, ông đứng ông chơi, ông hít thở, rồi bắt đầu ông đi đoạn lên nữa, ông thấy dọc dọc bên đó mấy người làm rau á. Thì ông cứ đi vòng vòng đi lên, đi xuống, đi tới, đi lui, và gần như là cái dốc đó là hàng ngày ông phải đi. Mà không ngờ chính đi bộ như vậy, nó vận động cái cơ thể. Không ngờ chính ăn chay như vậy, nhưng mà hết bệnh ung thư máu. Không ngờ ông niệm Phật vậy mà nó tiêu nghiệp. Nhưng mà cái đặc biệt là ông ngủ sớm. Bà cụ cũng vậy. Cho nên bà cụ đến sống đến 83 tuổi. Lúc bà cụ ở chung thất với Giàng vậy đó là khoảng 7 giờ là cụ lên ngủ à. Hồi xưa làm bánh hỏi ở nhà bà cụ cũng vậy, ông cụ cũng vậy. 7-8 giờ là lên ngủ rồi. Mà ông cụ ở bên này cũng không tới 8 giờ. Hầu như chúng tôi công phu xong là 7 giờ, 7 rưỡi là ông lên ông ngủ một giấc. Ông dậy rất sớm.
Cho cái tuổi người già người ta kinh nghiệm, sở dĩ người ta thọ đó là người ta ngủ sớm. Còn mình 9, 10 giờ, 11, 12 giờ, rồi sáng 6, 7 giờ thì người này phải chết yểu. Bữa chúng tôi coi trên mạng nói, người sống thọ là người ngủ sớm, dậy sớm. Đây là những cái bài học sống của những người từ cái căn bệnh ung thư máu suy tỷ trở lại một con người bình thường từ 73 tuổi đến 82 tuổi. Ông cụ là sống đến 82 tuổi. Bệnh mà tưởng như là chết rồi, ung thư máu làm sao mà ông bác sĩ Quốc trên Đà Lạt ông nói chỉ có đi ghép tủy thôi. Mà già rồi, lúc đó 70 mấy tuổi sao ghép tủy được. Ông chỉ chờ chết thôi về. Đến nỗi chúng tôi qua bên kia, cái đồi bên kia đó là cái nghĩa trang ở Trung Hiệp, chúng tôi mua miếng đất sẵn rồi, trả tiền rồi, rồi lấy cuốc mình dung lên cho thành cái mộ để người ta tưởng có người chôn rồi đó, là để sẵn trong cụ như vậy rồi, gắm cái bảng lên để cho người ta biết tưởng có người, mà cuối cùng người ta biết cái mộ giả, người ta cũng moi ra rồi người ta chôn người khác xuống đó rồi. Dân nhàn qua thăm á, coi thử coi, lúc đó chưa có nghĩ đến thiêu, một lò thiêu trên này cũng chưa có. Chúng tôi, ồ chắc người ta thế ông cụ rồi đó, mà đúng thiệt, thế ông cụ, cuối cùng thiêu trong cái chôn bên đó. Thì mình vậy nghĩ một con người suy tỷ, một con người ung thư máu, mà nhìn cái cuộc sống lúc đó của ông á, là ông kêu tôi khoái nhất là ăn gà, gà quay. Gà mà quay lên thì nó độc tố kinh khủng luôn, heo quay lên, con gì mà quay nó chín lên rồi nó độc kinh khủng, mà ông lại thích uống rượu nữa. Cho nên nhiều cái việc làm cho ông bị bệnh suy tỷ. Thế mà khi qua bên này, cuộc sống của ông, chúng tôi ở chung với cụ và thấy thứ nhất là, chúng tôi nhắc lại là ông ngủ sớm. Nó hồi phục lại cái bộ não, với lại hồi phục lại cái cơ thể của mình rất hay. Hôm nay chúng tôi cũng bắt chước ông cụ là 8 giờ. 8 rưỡi là trễ nhất của chúng tôi. Trễ nhất của chúng tôi là giờ bình minh 2 giờ sáng. Không thì hầu như là 1 giờ rưỡi. Bữa nào làm việc mệt lắm á, thì nó lại gì? Nó dây dưa chút xíu là 2 giờ. Mà con người mà thức dậy sớm, cái đầu người ta tỉnh và trí tuệ người ta sáng, trí nhớ người ta rất tốt. Còn cả một ngày làm việc quá mệt mỏi rồi mà tối bắt nó làm việc nữa. Có nhiều người thành thói quen nằm xuống ngủ không được, bấm điện thoại, ngồi coi phim chơi, rồi cuối cùng qua mất cái giấc ngủ. Cái giờ mà bắt đầu từ 8 giờ đến 9 giờ, 10 giờ là cái neuron thần kinh trong não mình nó sanh ra. Mà lúc đó mình diệt nó đi bằng cách mình phải bắt nó làm việc, thì con người này mau lão hóa cái não, trí nhớ sẽ bị lụng bại, trí nhớ sẽ dễ quên, mất trí nhớ. Đó là cái việc mà riêng thân phụ của chúng tôi là người mà từ cái lúc mang cái bệnh gọi là bệnh án tử hình, ung thư máu, thế mà ông qua bên Tịnh Thất, mà đặc biệt khí hậu, ông qua ông nói khí hậu ở bên Ban Mê Thuộc không bằng bên này. Cây thông, ông đi, ông ngồi dưới gốc thông, nhất là cây thông nó thả oxy ra, và ông thấy mát mẻ, ông dễ chịu. Và những cái điều mà làm cho ông khỏe lại là niệm Phật nè, ăn chay nè, đi bộ nè, ngủ sớm nè, và gần như là không uống những cái nước có ga, bia rượu. Lúc đó là dứt hẳn, ở chúng tôi là không bao giờ có bia rượu nữa rồi. Thì ông là trong 3 tháng không uống một loại thuốc gì cả. Bệnh suy tỷ nhớ là không uống thuốc, chỉ bơm máu vô là nó khỏe à. Thế mà 3 tháng ông hồi phục lại được cái tủy và ung thư máu hết. Tin không? Có ai tin nổi không? Chúng tôi tin. Đây là sự thực 100%, không có sai chút nào. Như vậy người ăn chay, người đi bộ, người ngủ sớm, người niệm Phật, người để tinh thần sảng khái, oan vui, an vui. Ông qua tới bên này là ông yên tâm, có chúng tôi lo cuối đời rồi, không có buồn phiền nữa. Thì con người này giàu cho bệnh nan y, bản án tử hình treo là ung thư máu, thì người này vẫn hồi phục được. Cơ thể mình nó có một cái năng lượng gọi rằng là hồi phục, cơ chế tự tồn, miễn nhiễm rất mạnh. Nếu mình biết bồi phục, mình biết bồi dưỡng cho nó hồi phục lại rất nhanh. Chắc chắn là như vậy. Vừa rồi đây cô Hạnh Biểu ở dưới Sóc Trăng, cổ lên dự lễ tất niên. Đáng lẽ cổ kể cái chuyện này trước khi lễ tất niên chúng tôi kể cho đại chúng, hôm nay cổ kể sau tất niên, mới tất niên xong cổ mới kể đứa con gái của cổ. Bé này cũng mười mấy, hai mấy tuổi rồi. Nó kêu đang đứng nấu ăn, biết sao tự nhiên té bật ngửa ra, có khi dập đầu xuống đất, không tự chủ được nữa.
đi khám biết bao nhiêu bác sĩ, chữa biết bao nhiêu thầy thuốc bác sĩ không hết. Vậy mà cho nó ăn chay trường hết. Ăn chay bữa nay 4 năm à. Vì cơ thể con nó nhiễm những chất độc tố. Bác sĩ tìm không ra được cái bệnh này, bởi vì đây là nghiệp, bệnh của túc nghiệp rồi. Cho nên thành ra bác sĩ tìm không ra, mà dẫu cho có thuốc bác sĩ nào giỏi tìm ra cũng không chữa được. Đây là bệnh túc nghiệp do sát nghiệp mà. Thế mà ăn chay tự nhiên hết. Để hôm nay con bé này nó ăn chay 4 năm rồi, mà cô này có dạy con khéo. Đứa bé này 20 mấy tuổi mà không biết xài tiền, không biết đâu qua đêm, không biết đi chơi đêm, rất là ngoan. Kêu nó có chồng, nó kêu không, con không muốn có chồng. Đặc biệt, người này biết dạy con. Biết dạy con. Mà biết dạy đó chỉ là căn bản để làm người. Để mà nếu mà dạy để làm thánh hiền thì phải có sách của thánh hiền kìa. Phải có lời văn sao ấn tổ kìa. Thì có thể dạy nó trở thành hiền mẫu được. À. Vì vậy cho nên thành ra nhiều người nói rằng là con cái mình ăn chay, thiếu dinh dưỡng, nó sanh ra bệnh tật. Bác sĩ nói như vậy. Mà hầu như những người nào ăn chay đi vô bệnh viện là bác sĩ kêu rằng là thiếu dinh dưỡng về ninh xương, hầm xương, ăn trứng để cho nó có chất dinh dưỡng. Nhưng mà riêng con bé này, con của cô Hạnh Biểu, nó lại gì? Ăn mặn, bác sĩ chữa bệnh không có hết cái bệnh mà tự nhiên bật ngửa ra té xây sẩm mặt mày. Ngộ. Cho nên thành ra 95% nghiệp, túc nghiệp chi phối con người này cực kỳ, còn chỉ có 5% là ngoại cảm và nội cảm. Hầu như là túc nghiệp chi phối hết. Tất cả bệnh hoạn của quý vị, dầu là ví dụ đang chi trường, dầu là quý vị hiện tại đang ăn chay trường, nhưng mà lúc trước quý vị đã tạo sát nghiệp, đó là ăn thịt chúng sanh, cái độc tố nó còn ở trong đó, nó chưa được đào thải. Bên cạnh đó là cái túc nghiệp nó còn dự trữ ở trong cái tàn thức của mình, bây giờ mình phải trả đó. Chứ không phải là kêu ăn chay là hết bệnh hẳn đâu. Đúng, ăn chay là tại bây giờ, là đến về sau là không gây sát nghiệp nữa để tương lai. Nhưng mà cái quá khứ của mình đã tạo sát nghiệp, bây giờ mình vẫn còn phải bị bệnh, gặp nhiều chướng ngại đó, chứ không phải không có đâu. Đó. Thì như vậy hôm nay chúng tôi muốn nói đến cái việc đó là nếu tất cả chúng sanh không còn nghiệp sát. Cái câu này của các vị tổ ngài nói rất là chính xác. Nhất thiết chúng sanh vô nghiệp sát. Tất cả chúng sanh không còn nghiệp giết, ăn. Ăn cũng là gián tiếp, nó cũng thành nghiệp sát đó. Mười phương nào có nỗi đau binh, mười phương nào có bị dịch bệnh. Gia gia hộ hộ, nhà nhà người người, gia gia là nhà nhà, hộ hộ là người người, cùng tu thiện. Ngưng sát nghiệp là tu thiện. Thế giới nào chẳng được thái bình, thế giới hà sầu bất thái bình, thế giới nào chẳng được thái bình. Thế giới ngày hôm nay không được thái bình là do gì? Do sát nghiệp. Sát nghiệp cho nên nó chiêu cảm nhiều sát nghiệp trở thành sát kiếp. Sát kiếp là đau binh, là dịch bệnh, là hạn hán, là lục lội. Trời ơi, miền Trung kinh khủng. Vừa đầu năm này bị một cái cơn dịch bệnh khủng khiếp rồi, tiếp tục lục lội nó đến, làm cho bao nhiêu con người nhà tan cửa nát. Cũng vì cái miệng của con người mà không biết ngưng được cái việc mà kiên giết ăn nuốt, mà nó xảy ra cái tình trạng như vậy, kinh khủng chưa. Nhưng mà thường chúng sanh á thì sợ quả mà không thấy cái nhân, mà người ta nói cho cái nhân sát nghiệp để tạo thành sát kiếp cũng không tin nổi. Bây giờ chúng sanh là do vô minh che đậy mất đi cái chân tánh rồi, cái thể tánh thường trụ có chân tâm, để nó tin được cái nhân ác để tránh cái quả ác, nó bị che lấp rồi, cho nên nói ra cũng khó. Như vậy hôm nay mình ăn chay trường rồi, bây giờ mình phải tạo cái đề kháng miễn nhiễm cho cơ thể con người mình như thế nào nữa? Con người này phải chịu khó. Thứ nhất là lễ Phật. Người thường lễ Phật thay đi bộ. Chúng tôi thì bữa nay không có thể đi bộ như ông cụ, lên dốc xuống dốc đó được, không đi ra ngoài được. Có cái máy chạy tập thể bộ. Cái máy này công nhận cũng hay. Hôm bữa đường không biết sao tự nhiên ăn bánh tét, ăn đồ ngon quá tự nhiên nó lên quá cao. Mà chạy nó trong 45 phút mà từ 250 nó còn có 108.
tiêu 500 calori. Calori nó tiêu ở trong đó, mỡ, men, đường nó tiêu. Còn người không có máy để chạy thì người này một ngày ít nhất là phải một tiếng. Đừng bỏ lễ Phật. Lễ Phật là một cái cách để vận động cơ thể. Sáng chúng tôi bấm coi đường bữa nay mà người bị tiểu đường mà nó trở về lại 130 là coi như là quân bình, 7.7.2 là ổn. Bác sĩ Hoàng ở trên Bệnh viện Hồng Mỹ, ông nói bữa nay thầy 7.7.2 là người tiểu đường mà trở về đây là gần như là quân bình, giống như người bình thường là ổn. Nhưng mà khi 130-129 chúng tôi lễ Phật xong từ 2 giờ đến 6 giờ thì ra nó còn lại có 100, là vừa đẹp luôn, vừa xinh luôn. Ăn uống vô cái nó lên lại, rồi mình tập thể dục, gần như là cái sự vận hành của mình đều đặn, có thể dục, có lễ Phật, có ăn chay, có hít cái không khí trong lành này, thì con người này sống 80 tuổi là chuyện thường, 100 tuổi là chuyện đối với họ là không thành vấn đề. Còn bữa nay, hôm nay có những người mới có 20-30, đủ thứ bệnh hết trơn. Hôm nay nói thầy hậu đừng có buồn, hay nhắc thầy. Lên khám, trời ơi, men gan người ta 50, ổng 150. Mà cái gan là nó quan trọng cực kỳ luôn. Nó không thải độc tố được. Mà uống thuốc tây vô thì trong người nó nóng, nó khó chịu, nó lên mụn. Trong người khó chịu, nó không có quen. Mà không uống thì men nó cứ lên, nó làm lừ đừ, khó chịu. Thì bây giờ mình phải biết cách để mà mình tiêu cái bệnh này bằng cách là thể dục, lễ Phật, vận động. Thì khi mà con người thể dục vận động, giống như ông cụ ba có Gián Nhàn, bố Gián Nhàn đó, là khi mà ông đi bộ như vậy là con người mình nó tạo ra một cái đề kháng miễn nhiễm cực mạnh. Mồ hôi chất độc trong người mình nó thải ra. Và con người mình khi vận động như vậy là tim mạch tất tần tật mọi thứ nó được vận động hết. Như chiếc xe chúng tôi chạy đó, đứng một chỗ thôi mà đi trong vòng một tiếng là 4,5 cây số. Mà đi tốc độ nhanh á, đi nhanh á. Cho nên lúc trước chúng tôi xuống Vĩnh Nghiêm, thầy Thanh Phong nói, Thượng tọa Thanh Phong nói, tôi mà không có xe chạy đi bộ này là tiểu đường đã hành tôi chết rồi. Mà lúc đó chúng tôi nghe thôi, nhưng mà chúng tôi vẫn chưa có thấy cái giá trị của nó. Mà hôm trước thấy tự nhiên đường ăn nhiều quá nó lên, mà chúng tôi đi trong vòng 45 phút mà nó xuống từ 207-208 mà chỉ còn 108, thì không có cái thuốc nào có thể nào mà xuống nhanh được. Mà khi uống thuốc nó xuống thì nó xuống luôn. Mà nó xuống luôn thì thôi, say sẩm mặt mày, mồ hôi tốt ra, coi như là nguy hiểm vô cùng. Mà còn vận động thì nó xuống trong người rất sảng khoái. Bữa nay mỗi ngày không có chạy một tiếng chị không nói. Cho nên mấy anh em mỗi người phải tìm cho mình một cái phương pháp thể dục. Mà khi mình có cái phương pháp thể dục rồi, nhất là lễ Phật đó, thì cái cơ thể mình nó có một cái đề kháng miễn nhiễm cực mạnh trong cơ thể của mình. Chống lại cái giải đãi lười nhác, nằm ì một đống để mà lễ Phật, thì con người này phải có nghị lực. Mà chính cái nghị lực mà lễ Phật này nó tạo thành một cái đề kháng miễn nhiễm rất mạnh. Đó là cái việc thể dục. Mỗi người phải tạo cho mình một cái thời gian để thể dục. Bữa nay ở đây mà nói về cái đề kháng miễn nhiễm, nhìn cái sắc diện mà mọi người thì chỉ có thấy thầy bảo là mạnh. Cái sảng khoái trong tư tưởng của thầy, thích ra làm vườn, cho nên mới thấy Ngài Hải Hiền sống 112 tuổi là họ có vận động trong cơ thể. Ngài có làm vườn, làm rẫy, ra hít không khí trời, chịu tay lắm chân bùn, thế mà lại sống thọ. Đó là kinh nghiệm người già mà bản thân chúng tôi thấy từ nơi thân phụ của Giác Nhàn, là bệnh ung thư máu mà ông đi bộ. Mà ông đi bộ đến nỗi ông giác một cái giường lên cho sư cô thành tuốt ở trên núi nữa luôn. Kinh khủng như vậy, hết bệnh suy tỷ sống như vậy là 9 năm, 73 tuổi đến 82 tuổi. Cho nên các cụ ở đây mà cứ lừ đừ ngồi một đống là chết. Chúng tôi bị bệnh tiểu đường là do qua bên Mỹ. Hầu như đến pháp hội mới là đi, cho ít có khi nào nó lạnh quá, có co ro, cúng rúm, rồi ít có vận động nữa. Rồi hầu như là lên là bước lên xe, không có đi bộ. Cho nên thành ra cái bệnh tiểu đường chúng tôi là từ bên Mỹ mang về đây. Rồi đường nó lên là men nó lên, mỡ nó lên, đủ thứ bệnh nó lên luôn. Cho nên hầu như đi bác sĩ là bác sĩ nói uống thuốc phải vận động. Mà cái vận động của mình lễ Phật là tuyệt nhất, hay nhất. Không à? Và đi làm công quả vận động trong cơ thể của mình. Đó là cái việc đầu tiên chúng tôi muốn nói đại chúng, làm sao phải có thể dục. Mà Ấn Tổ nói người lắm bệnh là do không nhấc tay động chân, ăn nhiều món huyết nhục. Đó là ông cụ ba chúng tôi ở nhà cứ đi không phải là đi bộ nữa, mới đi ra ngồi một đống cho bàn bê da, rồi cá độ bê da mấy ông già, rồi bắt đầu là đi ra ngoài quán ăn ngồi một đống đó, không toàn là ngồi một chỗ không,
Cuối cùng sao? Bệnh si tỷ. Đủ thứ bệnh hết trơn từ cái không vận động. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, khi uống nước phải có một chai nước muối ở trong nhà vệ sinh, trong nhà tắm, trong nhà vệ sinh, vừa súc miệng xong là phải ngậm nó vô, hoặc súc bằng nước muối luôn, ngậm vô bắt đầu khò nó cho nó vào trong cổ. Để nó làm gì ạ? Nó kháng những cái vi khuẩn bị viêm cổ. Mà khi mà đã viêm cổ rồi, nói không được, rồi bị răng mà không có nước muối ngậm nó mau rụng, răng ăn không được mà nói không được nữa, coi như xong. Nước muối cực kỳ hay. Có một vị hòa thượng 95 tuổi mà răng không rụng vì mấy chục năm ngậm nước muối. Hơi mặn chút chứ đừng có lạc. Nước muối mua bên ngoài nó lạc lắm. Mua nó, ngậm nước nó hơi. Nếu mà muối hộp mà nấu ra mà ngậm vô thì tuyệt. Hầu như bữa nay là một ngày chúng tôi 4 lần ngậm. Vừa sáng thức dậy chưa ăn gì là súc dậy rửa miệng, rửa mặt là ngậm một hầm nước muối. Bắt đầu giật đạt ma, giật chân kinh cho nó sảng khoái trong người. Rồi mới vận động, rồi bắt đầu mới ra công phu. Vì ra công phu khi trì đại bi hoặc giả mình ngồi mình tụng kinh nó dễ ngủ gục, dễ hôn trầm thì phải vận động cho nó trước. Rồi sáng ăn xong như vừa giờ nè, xuống súc miệng ngậm thêm một lần nước muối nữa. Cái này là kháng khuẩn ở trong cái cổ họng của mình. Bởi vì khi mà cái con virus corona và bất cứ con vi khuẩn gì, vi khuẩn cảm cúm cũng vậy, là một loại vi khuẩn. Quý vị nhớ, người ta bị cảm cúm, mình ngồi bên cạnh họ, nhất là ở trong xe mà đóng cửa lại, mình ở trong họ mà đề kháng mình yếu là về là dính cảm cúm liền. Cảm cúm là một loại vi khuẩn. Mà khi nó thâm nhập bằng lỗ mũi vào trong miệng của mình, nó ở trong đó, bắt đầu nó làm cho cơ thể mình bắt đầu là đề kháng nó xuống, và cơ thể mình từ từ đề kháng nó xuống, nó đột nhập vô trong cơ thể. Tất cả các vi khuẩn là từ lỗ mũi và cái miệng mà xuống cái cổ họng của mình, bắt đầu nó ho, nó làm cho mình mất hết đề kháng, trong người mệt mỏi đi. Thì cần phải có nước muối để ngậm liên tục một ngày 4-5 lần. 3-4 lần phải ngậm nước muối để cho cái đề kháng của cái cổ họng nó tốt lên. Mà khi cái đề kháng cổ họng nó tốt lên thì cái giọng của mình nó cũng tốt lên luôn. Răng của mình nó cũng tốt luôn. Trời ơi, răng mà nó đau, nó nhức, nó rụng thì thôi rồi, chịu không nổi nó. Đó là những cái đơn giản vậy không? Vậy mà nó lại có hiệu quả trong cuộc sống của mình. Thêm đó nữa là cái đề kháng về cái việc ăn uống là không nên ăn quá no, và chiều là phải giảm, gần như là không ăn. Tính là cái lượng ăn của chúng tôi sáng như hồi nãy dặn dọn một bàn thấy là nhiều, nhưng mà ăn không bao nhiêu, chưa hết chén cơm, ăn rất ít. Trưa cũng như vậy, chiều không ăn, nhưng mà phải có cái dinh dưỡng khác là bột. Mà bột mà thêm những cái sinh tố, giống như tôi hay giới thiệu quý vị là bột em quay, Nutrilite đó ha, protein đó, bỏ thêm sinh tố vô, bỏ thêm như là trái xoài, hoặc là nước bưởi, hoặc là nước cam vân vân, hoặc là mình làm thêm sinh tố vô trong đó để cho mình có cái dinh dưỡng trong cơ thể, là phải biết bồi dưỡng trong cơ thể của mình cho nó có cái dinh dưỡng ở trong cơ thể mình. Bên cạnh đó cần phải có cái pháp tu nữa. Chỗ này quan trọng. Cần phải có pháp tu. Đề kháng của cơ thể là ăn chay, là thể dục, là uống nước trong lành, là cần không khí, có cây cối. Và ngủ, phải là ngủ sớm. Mình làm sao đó cho cơ thể của mình nó là hấp thu những cái thực vật, không cho nó hấp thu cái động vật. Là cơ thể của mình sẽ có cái đề kháng miễn nhiễm, chống viêm nhiễm. Bên cạnh đó, tâm linh của mình không cho nó manh động buồn phiền, giận hờn tức tối. Phải luôn luôn có tâm từ bi hỷ xả, vui vẻ mọi người, và lấy cái pháp đó là niệm Quan Âm, niệm Phật, trì thần chú đại bi. Trong cái lúc dịch bệnh này, chúng tôi khuyên đại chúng trên đó, có một số mấy anh em vẫn xem thường, vẫn không có thấy thần chú đại bi linh nghiệm, cho nên có nhiều người không trì biến nào trong một ngày, cái chân thất bại. Niệm Phật được tương ưng chưa? Niệm Phật được thành phiến chưa? Niệm Phật được nhất tâm chưa? Niệm Phật được có tương thông với Phật chưa? Nếu chưa thì cần phải có trợ hạnh đó. Chưa thì phải cần có đại bi để mà làm cái nền tảng, giữ cái số lượng biến đó đều. Lạ lắm nha. Nếu mà mình giữ 45 biến
54 biến mà như vậy mình giữ đều đó, cái lực tinh tấn của mình nó vào khoảng 50% hoặc 60-70%. Nếu mà 108 biến thì tự nhiên mình thấy cái lực tinh tấn nó khác. Cho nên thành ra Ấn Tổ là đều đặn. Hầu như ngài nói 25 chứ hầu như là 50 hoặc 75. Khi mà trì vào trong cho, trong gạo, trong nước là 75. Ngài không bỏ. Mà có nhiều người, một số những người người ta nói là niệm Phật là phải chuyên nhất một câu Phật hiệu. Chứ còn nếu mà thêm chú Đại Bi vô nữa là sen tạp. Có nhiều người hỏi ngài, nếu mà thêm chú nữa, thêm niệm Quan Âm, thêm tụng kinh, thêm những cái khác, như vậy không chuyên nhất phải không? Ngài không phải. Cái tâm nó đã chuyên nhất rồi, trì chú nó cũng chuyên nhất, tụng kinh nó cũng chuyên nhất, niệm Phật cũng chuyên nhất, niệm Quan Âm cũng chuyên nhất. Mà cái tâm chuyên nhất đó, nó có kết quả từ nơi chỗ chuyên nhất. Mà cái chuyên nhất một phần thôi, còn có quan trọng cái phần nữa là phần cung kính. Hết lòng dạ cung kính, cái công đức nó từ cái tâm cung kính nữa. Chứ không phải là chỉ một câu Phật hiệu, đó là chuyên nhất được vãng sanh, còn thêm cái khác sen tạp. Thì lúc trước chúng tôi có quan niệm như vậy. Nhưng mà Hòa Thượng Tịnh Không phổ biến cái này không sai. Đối với bậc căn cơ sâu dày thì họ có thể đi vào cái cảnh giới bằng một câu A Di Đà Phật như ngài Hải Hiền không sai. Nhưng mà bọn phàm phu chúng ta mà không có kiêm thêm các trợ hạnh thì rớt chịu không nổi. Chịu không nổi. Bây giờ con người mình dễ sanh ra chán, thối chuyển là chúng sanh trong cõi ta bà. Nếu không có những cái pháp trợ hạnh thì mình thối chuyển là mất luôn, chịu không nổi. Đó. Thì như vậy hôm nay cái việc dịch bệnh này thì đại chúng phải làm cái gì? Riêng trên tỉnh thất hôm nay chút nữa đại chúng 10 giờ phải có mặt trên đó. Bởi vì bữa nay sáng nay chúng tôi nói chuyện thì có thời gian chúng tôi nghỉ ngơi một chút xíu rồi lên trên đó sẽ họp trên đó. Hôm trước họp một lần rồi, cách đây nửa tháng quy định đại chúng phải lên công phu 2 buổi. Nhưng vừa rồi nấu bánh rồi tết nhất đồ bắt đầu nó xáo trộn công phu mất. Làm sao hoàn cảnh đừng cho nó xáo trộn công phu. Như thầy phiên đồ, thầy làm cái nhà lá, nhà tranh đồ, một số mấy anh em trên đó bị xáo trộn mất công phu. Vì cái chuyện Tết rồi cuối cùng mình lại bỏ công phu. Mãi đến hôm nay chúng ta nói với quý vị, dầu bận rộn như thế nào chúng ta không bỏ công phu chiều, không công phu sáng. Hai thời này phải giữ, đừng nên bỏ, đừng có để công việc gì nó xáo trộn công phu. Vừa rồi lên là chúng tôi thì cũng thông cảm, mấy anh em nấu bánh, trời ơi tập trung che rạp quá trời đông luôn ngồi. Bỏ công phu thì chúng ta thôi, 3 ngày Tết cũng hoan hỷ. Mà đến hôm nay là không có Tết nhất gì nữa rồi. Thì phải giữ lại công phu. Giữ lại công phu và lập lại cái thời khóa. Chút nữa chúng tôi lên họp. Cái thời khóa bữa nay sáng thì vẫn giữ từ 4 giờ đến 6 giờ. Ai dậy sớm thì vô phòng hộ niệm hoặc tu thêm gì đó tu. Còn 4 giờ đến 6 giờ vẫn là giờ buổi sáng. Tu cái kiểu buổi sáng này vẫn là cởi ngựa xem hoa, cởi ngựa xem đàn. Bản thân chúng tôi thấy nếu mà 2 tiếng buổi sáng vẫn chưa là đủ đâu. Phải từ 2 giờ đến 6 giờ 4 tiếng thì lúc đó nó mới thấy cảm giác là đủ. Bản thân chúng tôi thực sự mà nói đến hôm nay mà đi vào công phu. Bây giờ còn có 2 ngày nữa là thành 50 tuổi nè. Mà vẫn chưa được gì cả. Có 2 cái chú già già lớn tuổi. Ông gặp chúng tôi ông nói. Nói già già chứ cũng 5-6 mấy tuổi không. Ông cứ nghe thầy nói là thầy đi tu từ hồi nhỏ đến bây giờ mà thầy vẫn thấy con trẻ chưa đủ, cho nên con phải lo tinh tấn. Cái câu nói này mình phải nằm lòng, để trong lòng mình. Mình tu được bao nhiêu năm rồi mà không tinh tấn thì sao? Lúc bệnh hoạn nghiệp báo nó đến là không lễ Phật được, muốn tu không được. Ngay bây giờ là nghiệp báo oan gia túc nghiệp nó đang nhường đường cho mình, nó chưa có tới, nó tìm báo oán của mình. Cái phước còn che chở, tam bảo còn gia trì, mà nếu không nỗ lực mà để lúc con ma bệnh nó vào thân rồi đó nghe, mà cái lúc nghiệp báo nó tới rồi đó, không thể nào tu nổi. Mà không tu nổi là mình ở trong môi trường đó, mình chán cái môi trường đó, mình chịu không nổi, mặc cảm rồi bắt đầu nó đẩy mình đi nơi khác. Lúc đó mới thấy cái khổ tang thương. Trời ơi, bây giờ nhìn ở bên ngoài, cuối năm không bán được quýt, cây quất á, mình nói cây quýt, rồi bông hoa nó để đầy đất chật bại ở Hà Nội. Một trận mưa hôm qua nó ngã rạp hết 3 cái cây quất. Bông hoa tơ tàn, người ta ngồi người ta khóc. Nó khổ cực, cùng cực, mấy anh em không có coi nhìn thấy. Hiện tại bây giờ tam bảo đang gia trì mình, 3 bữa ăn mình sung sướng, mình không thấy cái gì là làm cho mình khổ phải không ạ? Nếu mà mình được cái phước phần như vậy, được tâm bảo gia trì như vậy, thì mình phải nỗ lực công phu để hồi hướng cho thế giới này an định, cho được hòa bình, chứ không phải ở không chơi chơi.
thấy đại chúng ở trên đó, ở dưới này thực sự tu vẫn là cởi ngựa xem hoa, chưa là gì. Bữa nay buổi chiều có thể tu một lèo giống như dưới này từ 2 giờ đúng không? Cho đến 6 giờ. Thì ở trên đó 2 giờ đến 4 giờ nghỉ 1 tiếng, 5 giờ đến 7 giờ. Thì hôm nay mình có thể ở trên đó 2 rưỡi đến 6 giờ rưỡi, bỏ cái khoảng chính giữa từ 4 giờ đến 5 giờ đó, mình làm luôn một lèo, vô trì đại bi xong rồi bắt đầu là tiếp tục mình lễ Phật, ngồi lắng nghe, ai mà nghe được thì thấy khỏe thì niệm thầm, còn không thì lắng nghe. Rồi bắt đầu chuyển qua lễ Quan Âm, xong rồi còn cái thời gian cúng thí, thì thực ra tu mình 6 giờ thôi, cúng thí nửa tiếng nữa là xong. Bây giờ trên đó chúng ta thấy mấy anh em làm hơi mệt buổi sáng, cho nên 2 giờ có nhiều người lừ đừ ra tu không nổi, hầu như là bỏ cái thời đại bi. Thì hôm nay dịch bệnh như vậy thì chúng tôi phát khởi mấy anh em, khuyến tấn mấy anh em huynh đệ, buổi chiều đừng bỏ đại bi, ở trên đó bắt đầu vào thời khóa, liên tục một lần, chứ hầu như ngắt cái khoảng đại bi từ 2 giờ đến 4 giờ là hầu như ai cũng bỏ cái giờ đó. Ở trong phòng trì ngủ lên ngủ xuống, rồi gì, từ lúc 5 giờ đến 7 giờ thì lèo tèo không có bao nhiêu người trên đó hết. Thì làm sao cái cảnh giới cho nó an định được. Hôm nay chúng tôi lên là xếp lịch lên và từng người, hôm bữa nói thầy Phiên là viết tên để trên kệ từng người, nhưng mà vừa rồi đây gặp bánh chưng rồi nấu bánh chưng rồi Tết nhất đến nó đảo lộn công phu hết anh em rồi. Mà chúng tôi nghĩ là chắc phải một năm mới họp lại được, nhưng hôm nay dịch bệnh đến là bữa nay phải lên họp sớm để mà sắp xếp lại, có công việc ở trên đó. Mọi người phải đeo khẩu trang, bản thân chúng tôi cũng phải đeo. Ngộp khó thở thì đeo tới lỗ mũi, còn không phải kéo lên trên. Để người bên bữa nay là xã họ xuống, họ thấy cái quyết định của chủ tịch tỉnh là bắt đầu thi hành là phải ngưng hết tất cả những nghi lễ. Thì bây giờ các cụ ở đó làm sao? Các cụ ở trên đó làm sao? Mọi Phật tử trên đó làm sao? Những người đã lỡ đến cộng tu á, nghe năm người nam, bảy người nữ đã lỡ đến ở đó rồi thì cái việc ở đó không nhận người mới vô nữa. Thứ hai là mọi người á, là ở bên ngoài phải ra cái phòng bảo vệ đăng ký suất ăn sáng và trưa và tối. Nếu ăn một buổi trưa hoặc một buổi sáng thì phải đăng ký nhúng như đợt trước. Còn nếu mình ở nhà mà có bếp nút nấu rồi thì mình nên ở nhà bớt tụ tập vô bên trong. Vừa bước vào bên trong phải có khẩu trang sát khuẩn đo thân nhiệt và họ vào họ lấy thức ăn. Còn ngay bây giờ mọi người phải cộng tu tại nhà như lúc trước. Ngưng tất cả các nghi lễ mà họ vô chánh điện họ thấy ngồi trong đó quá đông là có chuyện liền. Vừa rồi cái ngày tất niên họ lên, công an xã họ lên, họ gần như là bắt mình phải ngưng lại. Chúng tôi nói thôi, đợt này lỡ cho thầy làm cái lễ này đi. Bởi vì đã sắp xếp từ trước, bây giờ người ta vô ngồi như vậy rồi năn nỉ quá chừng luôn họ mới cho. Họ viết cái giấy, họ cảnh báo mình nếu đợt sau mà còn tập trung như vậy là họ sẽ xử lý mình nghiêm. Cho nên thành ra quý Phật tử phải chấp hành cái điều này là ăn uống không ngồi tại nhà ăn nữa. Và quý thầy phải dọn vào trong cái lớp đệ tử quy nhà ăn cũ á, sắp xếp bàn lại ngồi trong đó. Nếu mà căng như lúc trước là phải cầm cái hộp mang về, cầm cái khay nhựa đó mang về trên phòng ăn nữa đó. Bây giờ tạm ăn trên cái nhà ăn của lớp đệ tử quy để nhà ăn nó trống vậy đi. Bây giờ mình mới thấy cái chùa giá trị là khi mình vào tu mà lúc bình thường ổn, không có dịch, mình là đà, mình lơ là, rồi mình tà tà, đúng không? Đến bây giờ đóng cửa rồi mình mới thấy giá trị. Đợt dịch bệnh đợt trước có cái cô đứng ngay cửa, cô gục mặt, cô khóc, kêu vô chùa không được, không biết khi nào mở cửa. Mà đôi khi mở cửa rồi là tà, tu tà tà không chịu tu cho coi. Con người mình nó vậy đó, nó ngộ lắm. Cái gì mà nó mất rồi mới thấy quý, cái gì mà không còn rồi mới thấy quý, cái gì trở ngại rồi mới thấy là điều đó là cần thiết. Chứ còn nếu mà có rồi mở cửa thoải mái là coi như họ cũng không tha thiết chuyện tu lắm. Cái vấn đề ăn là phải đăng ký, và mấy thầy trên bếp chúng tôi lên là phải quán triệt cái việc ăn uống này cực kỳ quan trọng. Họ không có đăng ký, họ muốn lấy lúc nào họ lấy. Mấy thầy có bữa ăn bữa không, nấu dư quá trời luôn cho heo ăn, bún cơm gạo cho heo ăn. Mấy thầy nhà bếp và mọi người mà làm như vậy mà không quản lý là mang tội. Một hạt cơm của đàn na tính thí nó lớn như núi Tu Di á. Nếu đời này mà không liễu đạo là đời sâu mang long đội sừng trả, chứ không phải đơn giản đâu. Người ta cúng ào 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 có để mà ăn mà phung phí. Hôm nay là quán triệt cái chuyện mà ăn uống đó là hết sức thận trọng.
Ngoài đời người ta làm mới kiếm cái miếng cơm ăn áo rất là khổ. Còn mình người ta cúng ào 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 kho, gạo cả kho cả kho. Có ông thầy nhàn lo rồi thì mình không phải lo nữa. Xài thoải mái, điện đài xài phung phí thoải mái là chết. Trời ơi, cái dịch lúc trước là chúng tôi đã đuối rồi đó. Đuối nghĩa là không ai mà vô cúng, đóng cửa suốt mấy tháng trời. Mà dịch này bây giờ đóng cửa mà không biết khi nào mở cửa thì tiền đâu xài đây. Có dành dụm gì đi nữa mà tiền như cái núi mà không có ai phát tâm cúng dường, không có ai đến chùa thì làm sao mà bao nhiêu con người này một tháng gần 500 triệu bây giờ tính sao đây? Mỗi thầy, mỗi người phải biết cách để mà tiết kiệm, tích lũy là mình bòn cái phước cho chính mình. Một hạt gạo cũng phải gì? Rửa sạch để mà mình dùng lại chứ không phải là phung phí đâu nghe. Đã nói mấy thầy nhà bếp phải hết sức thận trọng. Bữa nay bao nhiêu người ăn, nấu bấy nhiêu phần, không được dư. Chúng ta thường lên kiểm tra đó. Dư rồi bây giờ làm sao? Phải lấy tiền túi ra liên tục mua. Một cái mùa Tết này chi phí kinh khủng luôn, mấy trăm triệu luôn. Chết rồi. Cho nên thành ra không biết lựa cơm gấp mắm, không biết gói ghém là đói. Đói chết luôn chứ không phải đơn giản đâu nghe. Không phải là chúng tôi nhân cách hóa hoặc là quan trọng hóa cái vấn đề hoặc là khó khăn với cái gì đâu. Coi đi, coi ở ngoài đời đến bây giờ họ buôn bán làm ăn không được. Cô Phật tử đó còn nói con làm đài VTV cũng như là bao nhiêu người lúc trước là thu nhập. Thí dụ là 100 triệu, đợt này một nửa hoặc chưa tới một nửa. Kinh khủng không? Bao nhiêu người là đều là kinh tế bị sa sút hết. Rồi khi mà kinh tế mà sa sút rồi gia đình dễ lục đục. Quý vị thấy một năm đến tối chỉ có 3 ngày Tết mà bây giờ đến cuối năm họ đóng cửa lại hết, ngồi trong nhà nhìn nhau. Không có gạo nấu nữa chứ không phải đơn giản. Không có đơn giản đâu. Mình được sung sướng, được tam bảo gia trì, được cái phước đang ở nơi bình yên như vậy thì phải nghĩ đến chúng sanh đau khổ. Để làm gì? Để mình ra công sức để mình tu hồi hướng chứ không phải nhẫn nhơ nữa đâu. Không phải là nhẫn nhơ nữa đâu nghe. Cái này hôm nay là chúng tôi phải thực sự đọc vô cái văn bản mà cổ chủ tịch tỉnh cũng như là Hà Nội ở ngoài ở dưới Sài Gòn mà họ nói là rất gắt. Đợt này không phải đơn giản như đợt trước đâu. Nó lây nhiễm qua không khí mạnh cực kỳ, bởi vì càng ngày nghiệp sát càng mạnh mà. Nghiệp sát càng mạnh thì gì? Sát kiếp nó càng dữ dội. Không phải đơn giản. Riêng mấy thầy trong nhà bếp là phải biết hôm nay bao nhiêu suất, phải nấu đúng với số lượng suất. Còn Phật tử nào thấy dịch bệnh của chùa dịch bệnh nó đến rồi đó mà mình có khả năng nấu được ở nhà thì mình nên nấu ở nhà. Còn không nấu được ở nhà chúng tôi vẫn cúng dường cơm cho quý vị, vẫn tặng cơm cho quý vị, nhưng mà phải ăn hết sức là gì, để mà mình tiết kiệm và mình phải gói ghém chứ không phải là xài phung phí nữa đâu. Chúng tôi là người lãnh đạo, người trụ trì, là người quản lý tiền bạc biết mà, không phải đơn giản. Nếu mà biết tích lũy từng chút đỡ lắm. Nước mà xài biết tích lũy thì điện nó sẽ không có bị tốn. Một tháng không trả 5-60 triệu đỡ hơn. Gạo, cơm, mắm, muối, vân vân, tất cả xì dầu nếu biết tiết kiệm là đỡ. Kinh khủng, kinh khủng ở trên đó, cái số lượng người đâu phải đơn giản ở dưới này nữa. May sao cái cơn dịch bệnh lúc trước là trong cái quá trình này mình được yên ổn chứ không phải là đơn giản đâu. Người ngoài đời trong một gia đình có 3-4 người, 5-6 người thôi mà phải nói là điêu tàn, lụng bại, ngồi nhìn nhau mà coi như là gì, rơi nước mắt, không biết ngõ nào mà đi bằng ăn, đụng cái gì cũng trở ngại hết trơn. Kinh khủng không? Nói chúng tôi chỉ nói một phần ngàn của cuộc sống thực tế người ta ở bên ngoài. Dân sinh bây giờ họ đang đau khổ cực kỳ, chứ không phải đơn giản. Tự làm tự chịu, gieo nhân sát nghiệp phải chịu sát kiếp. Đó là phải chịu cái nhân quả thôi, chứ không có thể nói được. Thì như vậy hiện tại bây giờ Phật tử công phu làm sao? Chúng tôi nói thầy thiện, một miếng nệm, một cái ghế cách thưa ra. Và đại chúng thường trụ của mình công phu bên trong đó sáng chiều. Nửa buổi sáng ít người đó thì Phật tử bên ngoài họ vào, còn buổi tối đông người quá đại chúng lên, buổi chiều thì họ sẽ giãn bớt ra ở nhà tu đến khi nào chúng tôi thông báo để vào chùa để mà cộng tu bên trong trở lại thì phải có văn bản chủ tịch tỉnh nói là bỏ cách ly, bỏ tụ tập đông người, dịch bệnh ổn thì lúc đó quý vị vào tu. Nhưng mà thực sự mà nói, nếu mà người biết tu
thì trong cái lúc này là cơ hội mình ở nhà để mình nghe Pháp. Ba ngày Tết thực sự mà nói, nếu mà không có cách ly như vậy thì họ uống rượu xe cộ mà Honda tông nhau chết thôi nhiều lắm, tai nạn nhiều lắm. Trong cái rủi có may, trong cái rủi dịch bệnh mà họ đóng cửa họ ở nhà, họ không có ăn uống nhậu nhẹt ra ngoài đường, thú nó cũng đỡ chết mà không có tông xe tông với nhau. Mà người mà không biết tu họ ở nhà giống như cái tù, trời ơi họ khổ, họ buồn, coi là phải biết luôn. Họ bực bội, họ khó chịu. Cô bên Mỹ cô nói, họ ở trong nhà riết cuối cùng họ chịu không nổi, kêu chết chết thôi để đi cho nó thoải mái, để cho ở nhà nó chết trước khi dịch đến. Họ chịu không nổi. Bên Mỹ là người chuyên, thường xuyên họ đi làm về là ở nhà, không có đi qua là cà những nhà người khác đó ngang. Vậy mà họ chịu cũng không nổi, thời gian quá dài họ chịu không nổi. Còn mình nếu mà biết rồi, biết cái công phu rồi đó, buổi sáng gì mình mở Pháp rồi mình nghe, mình tụng thời đại bi. Như chúng tôi lần quần một ngày qua rất nhanh. Nếu mà người biết tận dụng thời gian, rảnh cái là gì? Trong tâm mình niệm A Di Đà Phật, miệng mình niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, đâu có rảnh đâu. Có gì đâu mà buồn chóng vắng. Nếu mà biết tu là mọi thời mọi khắc mình biết công phu, không có chóng vắng, không có buồn. Còn người mà không biết tu mà ở trong nhà là giống như cái tù, giống như địa ngục. Trời ơi khổ. Bắt đầu họ ngồi một chỗ, họ ngồi họ bấm điện thoại, họ lên mạng cho phải biết nữa luôn. Tiêu luôn cái đầu luôn. Buổi chiều, buổi trưa ngủ một giấc dậy xong 2 giờ tu đến 6 giờ nó khỏe re luôn, nó thoải mái. Thời gian nó qua rất nhanh nếu không biết tu. Còn nếu mà biết tu thời gian qua rất nhanh, nếu không biết tu thì ngồi coi như là sợ cái thời gian trống vắng mà không biết làm gì luôn. Thì chính những cái lúc đó trong cơ thể mình tiết ra những cái độc tố, do tâm buồn phiền, do tâm chán chường, do tâm thấy trống vắng, do tâm thấy nó không được yên ổn, cho nên hình ra nó tiết ra những cái độc tố. Cũng như ông cụ lúc trước ở bên Băng Mê Thuộc, ông sanh bệnh là do tâm ông phiền não, ông ăn những chất độc loài động vật, cho nên hình ra ông sanh ra cái bệnh ung thư máu là từ nơi cái tâm mình mà cái thân của mình không biết dưỡng, cho nên nó sanh ra bệnh. Cho nên hình ra Ấn Tổ Ngài nói thêm nữa nè, tự con người mình gây ra bệnh, rồi thầy thuốc gây ra bệnh nữa. Không biết tiết chế ăn uống. Ngày hay dùng cái danh từ là tham ăn tục uống. Rồi cuối cùng sanh ra bệnh. Rồi đi đến bác sĩ chỉ cho thuốc, thử coi, uống thử 3 tháng, uống thử 3 tháng, uống thử một liều này xem sao, thử thôi. Cuối cùng thử bệnh nặng hơn nữa. Có những người hết bệnh. Mà hết bệnh hay bệnh nặng cũng đều do nghiệp chiêu cảm hết. Thì tụ chung lại sáng hôm nay, chúng tôi muốn lên thông báo với đại chúng, cái sát kiếp bây giờ nó kinh khủng quá rồi, mà sát nghiệp không dừng. Sát nghiệp của người không dừng. Coi kỹ lại đi, có ai thông báo cho họ dừng sát nghiệp không? Đối với bản thân chúng tôi thông báo là không ăn thua rồi. Sát nghiệp không dừng. Mà muốn sát kiếp đau binh dịch bệnh dừng là chuyện này không có. Khó lắm. Có thì cái cách cách ly đó cũng là cái cách để dừng đó. Nhưng mà để nó bùng phát hồi nào không hay. Nó im im nó bùng phát lên. Nó im im nó bùng phát. Nó cứ như vậy nó nhồi hoài mà nó không biết ngõ nào mình rờ. Trời ơi, từ nhỏ đến giờ sống 49, 50 năm mà có thấy cái Tết nào mà đóng cửa như vậy. Năm ngoái thì cái Tết vừa rồi nó cũng còn đỡ. Đến hôm nay là thôi. Xong rồi. Kinh khủng như vậy. Hôm nay chúng tôi không nói thì quý đại chúng cũng không có thấy tầm quan trọng đúng không ạ? Thấy bình thường đúng không ạ? Bởi vì mình ở trong cái cảnh này mình thấy nó bình thường. Nhưng mà thấy chúng sanh ở bên ngoài đời nó không bình thường. Nó quá là bất thường rồi. Cho nên thành ra mình nói như vậy để mình phải cảnh giác, để mình công phu tu tập. Đúng không ạ? Bây giờ thầy Nhung Minh đọc cái những điều khai thị của Ấn Tổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được đọc những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang trích trong văn sao. Thành tâm cung kính dâng lên cúng dường chư tôn đức và toàn thể chư vị, các vị đại chúng cũng như các vị liên hữu đồng tu đang trực tiếp xem online trong buổi sáng ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Tổ sư Ấn Quang khai thị về sát nghiệp và sát kiếp trích trong sách Tinh Hoa Lục. Như có kẻ nói, kẻ quan quả cô độc
bần cùng hoạn nạn đâu đâu cũng có, sao không châu cấp lại gấp rút lo lắng cho loài dị loài chẳng liên quan gì đến ta. Đấy chẳng phải là điên đảo nơi chuyện thông thả gấp rút nặng nhẹ đó ư? Đáp: ông chưa biết nguyên do Đức Như Lai dạy người kiên giết phóng sanh. Tuy người và vật khác nhau nhưng Phật tánh vốn đồng. Do ác nghiệp nên chúng bị trầm luân trong dị loại. Ta do thiện nghiệp may được thân người. Nếu chẳng xót thương giúp đỡ, cứ mặc tình giết hại ăn nuốt, thì một mai kia nếu phước ta hết rồi, tội của chúng đã trả xong, khó tránh khỏi phải đền trả từ đầu, đem thân mình thỏa miệng bụng của chúng. Phải biết đao binh đại kiếp đều do sát nghiệp đời trước cảm thành. Nếu không có sát nghiệp, dẫu thân gặp phải giặc cướp, chúng cũng sẽ khởi lòng lành, chẳng giết hại mình. Huống chi những tai nạn bất ngờ như ôn dịch, nước lửa, thì người kiên giết phóng sanh rất ít gặp phải. Do vậy biết rằng che chở loài vật chính là tự che chở mình, kiên giết sẽ khỏi bị trời giết, quỷ thần giết, trộm cướp giết, khỏi bị oán thân giết nhau báo thù trong tương lai. Những kẻ oan quả cô độc bằng cùng hoạn nạn cũng nên tùy phần tùy lực châu cấp cho họ, chứ nào phải người kiên giết phóng sanh hoàn toàn chẳng hành những điều công đức ấy. Tuy người oan quả cô độc rất đáng thương, nhưng họ chưa đến nỗi lâm vào tử địa. Còn loài vật nếu không bỏ tiền chuộc mạng sẽ lập tức phải lên chảo thớt để thỏa bụng miệng con người. Lại có kẻ nói loài vật vô tận phóng sanh được mấy? Đáp rằng phải biết chuyện phóng sanh thật ra nhằm để phát khởi thiện tâm tối thắng, bảo vệ sanh mạng loài vật của mọi người. Ngõ hầu lãnh hội được ý nghĩa của chữ phóng, nghĩa là thả, trong tâm đã động lòng trắc ẩn, ắt chẳng nỡ ăn nuốt. Đã không có người ăn nuốt thì người đánh bắt sẽ phải thôi, khiến cho hết thảy loài vật dưới nước, trên mặt đất, trên hư không đều tự tại bay chạy bơi lội trong nơi sinh sống của chúng. Như vậy thành ra không phóng sanh mà hóa ra là phóng sanh khắp tất cả. Đấy chẳng phải là cả thiên hạ biến thành một cái ao ư? Dẫu không phải ai cũng đều như vậy cả, nhưng một người chẳng nỡ ăn thịt thì vô lượng sanh mạng trên đất liền dưới nước khỏi bị giết chóc, huống chi nào phải chỉ có một người. Lại vì hết thảy đồng nhân trong hiện tại và vị lai đoạn trừ cái nhân của quan quả cô độc hoạn nạn bằng cùng, tạo cái duyên trường thọ, không bệnh, phú quý, an lạc, cha con đoàn viên, vợ chồng giai lão cho họ. Đây chính là làm chuyện châu cấp cứu tế sẵn, để đời đời kiếp kiếp trong vị lai, mãi mãi chẳng bị những nỗi khổ, oan quả, cô độc vân vân, hưởng thụ dài lâu những niềm vui, sống lâu, giàu sang vân vân. Đây chẳng phải là cả nước được hưởng phước ư? Hả có nên coi thường gác bỏ? Ông hãy nghĩ kỹ đi, kiên giết phóng sanh rốt ráo là khăng khăng vì con người hay là khăng khăng vì loài vật? Điên đảo nơi chuyện thông thả gấp rút nhẹ nặng vậy. Trích trong Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tăng Quảng Chánh Biên quyển 2, sớ trùng tu ao phóng sanh chùa Cực Lạc ở Nam Tầm. Hết thảy chúng sanh từ vô thủy đến nay luân hồi sáu nẻo, lần lượt làm cha mẹ, anh em, vợ con, quyến thuộc, sanh ra lẫn nhau, trở thành oan gia đối đầu của nhau, từng hoàn báo thù, đền đáp, giết hại lẫn nhau. Trong các kinh Đại Thừa, Đức Phật đã nhiều lượt khuyên răn nhưng ít kẻ thấy nghe. Dẫu được thấy nghe, nhưng kẻ tin nhận, vâng làm lại càng ít hơn nữa. Do vậy Phật dùng lòng đại bi hiện trong dị loài để con người giết ăn. Đã giết xong bèn hiện các tướng lạ, ngõ hầu hết thảy mọi người biết con vật ấy là do Phật thị hiện, mong dứt sát kiếp để chúng sanh được yên. Như vỏ sò nghiêu, hông bò, móng dê, răng lợn, yếm ba ba đều có hình ảnh Đức Phật ngự trong ấy.
khiến tai mắt con người thấy nghe phải kinh sợ, dứt cơ duyên giết chóc trong cõi đời. Những chuyện như vậy được ghi chép trong sử sách kể sao cho trọn, trước khi giết đều nói là loài thú, giết rồi mới biết là Phật. Do vậy biết, giết loài vật chẳng khác gì giết Phật, dẫu con vật bị giết chẳng phải do Phật thị hiện, thì nó cũng là Đức Phật trong vị lai, giết để ăn. Tội sẽ cao to hơn núi, hơn biển, hãy gấp nên đào đáo răng dè, ngọ hầu giải thoát. Cần biết rằng người và vật tuy khác, lanh lợi hay ngu xuẩn, đều tỏ lộ. Kẻ ngu xuẩn tâm thức tối tâm, con vật thông minh lại có trí sáng. Ngũ luân bát đức cố nhiên chẳng thua con người. Lòng thành tha thiết so ra còn sâu đậm hơn con người. Dám cậy ta mạnh giết chúng nó ăn thịt. Đến nỗi trong tương lai thường bị kẻ khác ăn. Lần xem sử sách từ xưa đến nay, phàm những ai lợi người lợi vật, con cháu nhất định hiền thiện phát đạt. Những kẻ nào hại người hại vật, con cháu nhất định tầm thường kém cỏi diệt tuyệt. Trích trong Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Quyển Hạ, lời tựa sách Vật Do Như Thử. Nam Mô A Di Đà Phật. Những điều này thầy Nhật Minh vừa đọc lời của Ấn Lão Đại Sư, hóa thân của Đại Thế Chí cổ Phật tái lai, không phải là bình thường đâu nha. Đây là thiện thư lưu truyền. Một chúng sanh nào nghe những điều này để trong lòng áp dụng, gia đình bắt đầu có ngũ phước, thân thể mạnh khỏe, không bệnh hoạn, làm ăn được lợi lộc đem đến. Sống trường thọ, chết các căn vui vẻ. Đây là khuôn vàng thước ngọc. Hàng phàm phu nghe qua thấy tầm thường bình thường đúng không? Nhưng mà Phật Bồ Tát, lời này của Phật của hàng trong kinh không? Các vị tổ tu chứng khi nghe vào trong này, cảm nhận biết con người này không phải là người bình thường đâu. Kinh khủng lắm đấy. Đây là thiện thư mà được lưu truyền khắp nơi trên thế giới. Người ta nghe mà áp dụng được rồi thì thôi, công đức pháp thí bất khả tư nghị. Ngắn gọn bao nhiêu đó thôi, áp dụng có khi cả đời làm không được. Ăn chay được rồi phải không? Khuyên người ta kiên giết được không? Không đủ sức để khuyên người ta kiên giết. Khuyên người ta kiên giết được rồi phải không? Phóng sanh được không? Có tiền trong túi mà chưa chắc gì làm được. Không phải dễ đâu. Cái lời Ngài nói là toàn bộ là những cái chân lý mà phải nói là siêu tuyệt. Chúng tôi đọc vào nghĩ ngẫm nghĩ, phải nói là nó có cái lực hút mạnh. Thiền thư này sao quá tuyệt. Khi mà mình tán thán thiện thư của chư tổ, của Phật, công đức tán thán này là công đức bất khả tư nghị, vì tán thán pháp của Phật. Pháp là mẹ sanh ra chư Phật. Nếu hàng ngày mà mình không có xem, mà mình có chiêm nghiệm để mình áp dụng, thì mình thấy như giấy mục, lời văn rất là bình thường, tầm thường, không có gì để đáng xem. Nhưng mà cái này không phải đơn giản đâu. Chúng tôi trích lục những điều này cực kỳ quan trọng trong cái lúc mà sát kiếp này đang xuất hiện đó. Mà được bao nhiêu người nghe không? Được bao nhiêu người nghe rồi chịu làm không? Ít lắm. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Nam mô Hán Ra Đắng Na Ra Ra Dạ Dạ. Nam mô A Di Đà Bà Lo Yến Đế Tương Văn Đà Dạ Bồ Đề Thắng Đà Ma Dạ Ma Ha Thắng Đà Ma Dạ Ma Ha Ca Lo Ni Ca Dạ Hán Thắng Bằng Ra Bằng Dạ Số Năng Đà Đăng Thọ. Nam mô Thắng Kiến Lần Đối Y Bông A Di Đà Bà Lo Yến Đế Thắng Bằng Ra Lăng Đà Bà. Nam mô Na Ra Cần Trị He Trị Ma Ha Bằng Đa Sa Mê Thắng Bà Tha Đầu Du Bằng A Thầy Dần Thắng Bà Thắng Đà Nam
ma na ma văn đằng đầu đang điện ha tăng a bà lo a lo ngài đến ngài đây đến gì đi ma ha bồ đề tăng đà tăng bà ma na ma ma đi na dần con lo yến mong đồ lo bà sa gia đế ma ha bà sa gia đế ra ra đi đi ni tăng văn ra gia nhớ ra gia ra ma văn ba ra một đề lệ hay tăng na ra sam bà ra sa lợi phật sa bà ra sa gia hô lo ma ra hô lo rì ta ra ta ra tấn rì tấn rì đô rô đô rô bồ đề ya bồ đề ya bồ đề ya bồ đề ya rì đế rì ya na ra cẩn rì 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 sấn rì na ma ya ma na ta ba ha tấn đà ya ta ba ha ma ha tấn đà ya ta ba ha tấn đà vô nghe tấn bằng ra ya ta ba ha na ra cẩn rì ta ba ha ma ra na ra ta ba ha tấn đà tấn a một khi ya ta ba ma ha tấn đà ya ta ba ha giải kiến ra tấn đà ya ta ba ha ba đà ma yến tấn đà ya ta ba ha na ra cẩn trì bằng đà ra ya ta ba ha ma ba la yến yến ra ya ta ba ha ma ba ra nắng nà nà ra ya ya nam mô a di đà ma lo yến đế tướng bằng ra ya nam ma ha tăng điện đô bằng ra nam bằng đà ya ta ma ha đầu tiên nhân của ngài đại bi tâm đà la ni nam mô hán ra nắng nà ra ra ya ya nam mô a di đà ma lo yến đế tướng bằng ra ya bồ đề tăng đà ma ya ma ha tăng đà ma ya ma ha ca lo ni ca ya hán tăng bằng ra bằng ya số nắng nà đang thọ nam mô tăng kiến lần đó y mong a di đà ma lo yến đế tướng bằng ra tăng đà ba nam mô na ra cận trì hay trì ma ha bằng ra sa mê tăng ba tha đầu du bằng a thầy dân tăng ba tăng đà nam ma ba nam ma văn đằng đầu đang điện ha tăng a bà lo a lo ngài đến ngài ra đến gì đi ma ha bồ đề tăng bà ma ra ma đi đà dần con lo yến mong đồ lo bà sa gia đế ma ha bà sa gia đế ra ra đi đi ni tăng văn ra gia nhớ ra gia ra ma văn ba ra một đề lệ hay tăng na ra sam bà ra sa lợi phật sa bà ra sa gia hô lo ma ra hô lo lo e rì ta ra tăng rì đô rô đô rô bồ đề ya bồ đề ya bồ đề ya bồ đề ya đi đế rì ya na ra cẩn trì rì sấn ni na ma ya ma na ta ba ha tấn đà ya ta ba ha ma ha tấn đà ya ta ma ha tấn đà vô nghe tấn bằng ra ya ta ba ha na ra cẩn trì ta ba ha ma ra na ra ta ba ha tấn đà tấn a một khi ya ta ba ma ha tấn đà ya ta ba ha giải kiến ra tấn đà ya ta ba ha ba đà ma yến tấn đà ya ta ba ha na ra cẩn trì bằng đà ra ya ta ba ha ma ba la yến yến ra ya ta ba ha nam mô ấn ra nắng na ra ya ya nam mô a di đà ma lo yến đế tướng bằng ra ya ta ma ha tấn điện đô bằng ra ra bằng đà ya ta ma ha đầu tiên nhân của ngài đại bi tâm đà la ni nam mô hán ra đắng na ra ra dạ gia nam mô a di đà bà lo yến đế tướng bằng ra ya bồ đề tăng đà ma ya ma ha tăng đà ma ya ma ha ca lo ni ca ya hán tăng bằng ra bằng dạ số năng na đang thọ nam mô tăng kiến lần đối y mong a di đà bà lo yến đế tăng bằng ra tăng đà bà nam mô na ra cận trì hay trì ma ha bằng đa sa mê tăng bà a tha đầu du bằng a thầy dần tăng bà tăng ra nam ma bà ra ma bằng đằng đầu đang điện ha tăng a bà lo a lo ngài đế đế di trì ma ha bồ đề tăng bà ma ra ma mai đi đà dần con lo yến mong đồ lo bà sa gia đế ma ha bà sa gia đế ra đi đi ni tăng vận ra gia nhớ ra gia ra mà vận ba ra một đề lệ hay tăng na ra sam bà ra sa lợi phật sa bà ra sa gia hô lo ma ra hô lo lo e rì ta ra tăng rì đô rô bồ đề ya bồ đề ya bồ đề ya bồ đề ya đi đế rì ya na ra cẩn rì 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 sấn ni na ma ya ma na ta ba ha tăng đà ya ta ba ha ma ha tăng đà ya ta ba ha tăng đà vô nghe tăng bằng ra ya ta ba ha na ra cẩn trì ta ba ha ma ra na ra ta ba ha tấn đà tấn a một khi ya ta ba ma ha tấn đà ya ta ba ha giải kiến ra tấn đà ya ta ba ha ba đà ma yến tấn đà ya ta ba ha na ra cẩn trì bằng đà ra ya ta ba ha ma ba la yến yến ra ya ta ba ha nam mô ấn ra nắng na na ra ya ya nam mô a di đà ma lo yến đế tướng bằng ra ya ta ba ha tấn điện đô bằng ra ra bằng đà ya ta ba ha đầu tiên nhân của ngài đại bi tâm đà la ni nam mô hán ra nắng na ra ra ya ya nam mô a di đà ma lo yến đế tướng bằng ra ya bồ đề tấn đà ma ya ma ha tăng đà ma ya ma ha ca lo ni ca ya hán tăng bằng ra bằng giờ số năng na đang thọ nam mô tăng kiến lần đó y mong a di đà bà lo yến đế tăng bằng ra tăng đà bà nam mô na ra cận trì hay trì ma ha bằng đa sa mê tăng bà a tha đầu du bằng a thầy dần tăng bà tăng đà nam ma bà đà ma bằng đằng đầu đang điện ha tăng a bà lo a lo ngài đế ngài ra đế di trì ma ha bồ đề tăng đà ma ra ma e ma e di đà dần con lo yến mong đồ lo bà sa gia đế ma ha bà sa gia đế đà ra đi đi ni tăng bằng ra gia nhớ ra gia ra mà vận ba ra một đề lệ hay tăng na ra sam bà ra sa lợi phật sa bà ra sa gia hô lo ma ra hô lo e rì ta ra tăng rì đô rô bồ đề ya bồ đề ya bồ đề ya bồ đề ya đi đế rì ya na ra cẩn rì 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 sấn rì na ma ya ma na ta ba ha tăng đà ya ta ba ha ma ha tăng đà ya ta ba ha tăng đà vô nghe tăng bằng ra ya ta ba ha na ra cẩn rì ta ba ha ma ra na ra ta ba ha tăng đà tăng a một khi ya ta ba ha ta ba ma ha tăng đà ya ta ba ha
giải kiến ra tăng đà nhà ta ma ha ba đà mấy tăng đà nhà ta ma ha na ra ngưng trì bằng đà ra nhà ta ma ha ma ma lai ứng kiến ra nhà ta ma ha nam mô ấn ra nắng na ra nhà gia nam mô a di đà ma lo yến đế tướng bằng ra nhà ta ma ha tăng điện đâu mang ra ra bằng đà nhà ta ma ha tu tiên nhân của ngài đại bi tâm đà la ni nam mô ấn ra nắng na ra nhà gia nam mô a di đà ma lo yến đế tướng bằng ra nhà bồ đề tăng đà ma gia ma ha tăng đà ma gia ma ha ca lo ni ca gia ấn tăng bằng ra bằng giờ số năng đà đang thọ nam mô tấn kiến lần đó y mong a di đà bà lo yến đế tăng bằng ra năng đà bà nam mô na ra cần trì hay trì ma ha bằng ra sa mê tăng bà a tha đầu du bằng a thầy dân tăng bà tấn ra nam a bà ra ma bằng đằng đầu đang điện ha tăng a bà lo a lo ca đế ca ra đế di hay trì ma ha bồ đề tăng đà tăng bà ma ra ma e ma hay trì đà dân công lo yến mong đồ lo bà sa gia đế ma ha bà sa gia đế ra ra đi đi ni tăng bằng ra gia nhớ ra gia ra ma bằng ba ra một đề lệ hay tấn na ra sam bà ra sa lệ phật sa phật sam bà ra sa gia hô lo ma ra hô lo rì ta ra ta ra tấn rì tấn rì đô rô đô rô bồ đề ya bồ đề ya bồ đề ya bồ đề ya rì đế rì ya na ra ngưng rì 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 sấn ni na ma ya ma na ta ma ha tấn đà ya ta ma ha ma ha tấn đà ya ta ma ha tấn đà vô nghe tấn bằng ra ya ta ma ha na ra ngưng rì ta ma ha ma ra na ra ta ma ha tấn đà tấn a mục kỳ ya ta ba ma ha tấn đà ya ta ma ha giải kiến ra tấn đà ya ta ma ha ba đà mấy tấn đà ya ta ma ha na ra ngưng trì bằng đà ra ya ta ma ha ma ba lai tấn kiến ra ya ta ma ha mô ấn ra nắng na na ra ya ya nam mô a di đà ma lo yến đế tướng bằng ra ya nam ma ha tăng điện đâu mang ra ra bằng đà ya ta ma ha tu tiên nhân của ngài đại bi tâm đà la ni nam mô ấn ra nắng na ra ra ya ya nam mô a di đà ma lo yến đế tướng bằng ra ya bồ đề tăng đà ma ya ma ha tăng đà ma ya ma ha ca lo ni ca ya ấn tăng bằng ra bằng giờ số nắng na đang thọ nam mô tăng kiến lần đối y mong a di đà ma lo yến đế tướng bằng ra năng đà bà nam mô na ra cần trì hay trì ma ha bằng đà sa mê tăng bà a tha đầu du bằng a thầy dân tăng bà tăng đà nam ma bà nam ma bằng đằng đầu đang điện ha tăng a bà lo a lo ca đế ca ra đế di a di ma ha bồ đề tăng bà ma ra ma e ma e di đà dân công lo yến mong đồ lo bà sa gia đế ma ha bà sa gia đế ra ra đi đi ni tăng bằng ra gia nhớ ra gia ra ma bằng ba ra một đề lệ he tăng na ra sam bà ra sa lợi phật sa bà ra sa gia hô lo ma ra hô lo lo e di ta ra na ra tăng di do ro do ro bồ đề ya bồ đề ya bồ đề ya bồ đề ya di đế di ya na ra ngưng di 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 sấn ni na ma ya ma na ta ma ha tấn đà ya ta ma ha ma ha tấn đà ya ta ma ha tấn đà vô nghe tấn bằng ra ya ta ma ha na ra ngưng di ta ma ha ma ra na ra ta ma ha tấn đà tấn a mục kỳ ya ta ba ma ha tấn đà ya ta ma ha giải kiến ra tấn đà ya ta ma ha ba đà mấy tấn đà ya ta ma ha na ra ngưng trì bằng đà ra ya ta ma ha ma ba lai ứng kiến ra ya ta ba ha mô ấn ra nắng na ra ya ya nam mô a di đà ma lo yến đế tướng bằng ra nhà ta ma ha tấn điện đâu mang ra ra bằng đà nhà ta ma ha tu tiên nhân của ngài đại bi tâm đà la ni nam mô hán ra nắng na ra ra nhà gia nam mô a di đà ma lo yến đế tướng bằng ra nhà bồ đề tăng đà ma gia ma ha tăng đà ma gia ma ha ca lo ni ca gia hán tăng bằng ra bằng giờ số nắng na đang thọ nam mô tấn kiến lần đối y mong a di đà ma lo yến đế tăng bằng ra năng đà bà nam mô na ra cần trì hay trì ma ha bằng đà sa mê tăng bà a tha đầu du bằng a thầy dân tăng bà tấn ra nam a bà ra ma bằng đằng đầu đang điện ha tăng a bà lo a lo ca đế ca ra đế di a di ma ha bồ đề tăng bà ma ra ma e ma e di đà dân công lo yến mong đồ lo bà sa gia đế ma ha bà sa gia đế ra ra đi đi ni tăng bằng ra gia nhớ ra gia ra ma bằng ba ra một đề lệ hay tăng na ra sam bà ra sa lợi phật sa bà ra sa gia hô lo ma ra hô lo lo e di ta ra tăng trì do ro bồ đề ya bồ đề ya bồ đề ya bồ đề ya di đế di ya na ra cẩn trì 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 sấn ni na ma ya ma na ta ma ha tấn đà ya ta ma ha ma ha tấn đà ya ta ma ha tấn đà vô nghe tấn bằng ra ya ta ma ha na ra cẩn trì ta ma ha ma ra na ra ta ma ha tấn đà tấn a mục kỳ ya ta ba ma ha tấn đà ya ta ma ha giải kiến ra tấn đà ya ta ma ha ba đà mấy tấn đà ya ta ma ha na ra cẩn trì bằng đà ra ya ta ma ha ma ba lai ứng kiến ra ya ta ma ha mô ấn ra nắng na ra ya ya nam mô a di đà ma lo yến đế tướng bằng ra nhà ta ma ha tăng điện đâu mang ra ra bằng đà nhà ta ma ha tu tiên nhân của ngài đại bi tâm đà la ni nam mô hán ra nắng na ra ra nhà gia nam mô a di đà ma lo yến đế tướng bằng ra nhà bồ đề tăng đà ma gia ma ha tăng đà ma gia ma ha ca lo ni ca gia hán tăng bằng ra bằng giờ số nắng na đang thọ nam mô tăng kiến lần đối y mong a di đà ma lo yến đế tăng bằng ra năng đà bà nam mô na ra cần trì hay trì ma ha bằng đà sa mê tăng bà a tha đầu du bằng a thầy dân tăng bà tăng ra nam a bà đà ma bằng đằng đầu đang điện ha tăng a bà lo a lo ca đế ca ra đế di a di ma ha bồ đề tăng bà ma ra ma e ma e di đà dân công lo yến mong đồ lo bà sa gia đế ma ha bà sa gia đế ra ra
đi đi ni thân vận ra ya ya ra ya ra ma ma vận ba ra một đại lệ he he thân na ra sam vận ra sa lệ phật sa phật sam vận ra sa ya hồ lô hồ lô ma ra hồ lô hồ lô he ri ta ra ta ra thân ri do ro do ro bồ đề ya bồ đề ya bồ đề ya bồ đề ya đi đi ri ya na ra gần ri ri sáng ni na ma ya ma na ta ma ha thân na ya ta ma ha ma ha thân na ya ta ma ha thân na yu nghe thân vận ra ya ta ma ha na ra gần ri ta ma ha ma ra na ra ta ma ha thân na thân a mu ki ya ta ma ha ta ma ma ha thân đà ya ta ma ha giải kiến ra thân đà ya ta ma ha ba đà ma yến thân đà ya ta ma ha na ra cẩn trì mừng đà ra ya ta ma ha ma ma la yến yến ra ya ta ma ha nam mô a ra thân đà na ra ya ya nam mô a di đà ma lo yến đế tướng bằng ra ya ta ma ha thân điện đô mang ra ra bằng đà ya ta ma ha tu tiên nhân quân ngài đại bi tâm đà la ni nam mô a ra thân đà ra ra ya ya nam mô a di đà ma lo yến đế tướng bằng ra ya bồ đề thân đà ma ya ma ha thân đà ma ya ma ha ca lo ni ca ya thân bằng ra bằng ya số năng đà đang thọ nam mô tấn kiến lần đổi mong a di đà bà nói yến đế thân bằng ra lần đà bà nam mô na ra cần trì hay trì ma bằng đà sa mê thân bà tha đầu du bằng a thầy dần thân bà thân đà nam ma bà đà ma bằng đằng đầu đang điện ha thân a bà lo a lo ga đế ga ra đế di hay trì ma bồ đề thân bà thân bà ma ra ma hay ma hay trì đà dần công lô yến mong đồ lô bà sa gia đế ma bà sa gia đế đà ra đi đi ni thân bằng ra gia nhớ ra gia ra ma bằng ba ra một đề lệ hay hay thân na ra sam bà ra sa lợi phật sa phật sam bà ra sa gia hồ lô hồ lô ma ra hồ lô hồ lô e rì ta ra ta ra thân rì do ro bồ đề ya bồ đề ya bồ đề ya bồ đề ya đi đế rì ya na ra cẩn trì rì rì sáng ni na ma ya ma na ta ma ha thân đại ya ta ma ha ma ha thân đại ya ta ma ha thân đại vô nghe thân bằng ra ya ta ma ha na ra cẩn trì ta ma ha ma ra na ra ta ma ha thân đại thân a mu ki ya ta ma ma ha thân đại ya ta ma ha giải kiến ra thân đại ya ta ma ha ba đà ma yến thân đại ya ta ma ha na ra cẩn trì mừng đà ra ya ta ma ha ma ma la yến yến ra ya ta ma ha nam mô a ra thân đà na ra ya ya nam mô a di đà ma lo yến đế tướng bằng ra ya ta ma ha thân điện đô mang ra ra bằng đà ya ta ma ha tu tiên nhân quân ngài đại bi tâm đà la ni nam mô a ra thân đà ra ra ya ya nam mô a di đà ma lo yến đế tướng bằng ra ya bồ đề thân đà ma ya ma ha thân đà ma ya ma ha ca lo ni ca ya thân bằng ra bằng ya số năng đà đang thọ nam mô thân kiến lần đổi mong a di đà ma lo yến đế thân bằng ra lần đà bà nam mô na ra cần trì hay trì ma ha bằng đà sa mê thân bà tha đầu du bằng a thầy dần thân bà thân đà nam ma bà đà ma bằng đằng đầu đang điện ha thân a bà lo a lo ngay đến ngay ra đến di hay trì ma ha bồ đề thân bà ma ra ma hay ma hay trì đà dần công lô yến mong đồ lô bà sa gia đế ma ha bà sa gia đế đà ra đi đi ni thân vận ra gia nhớ ra gia ra ma vận ba ra một đề lệ hay hay thân na ra sam bà ra sa lợi phật sa bà ra sa gia hồ lô ma ra hồ lô rì ta ra ta ra thân rì do ro bồ đề ya bồ đề ya bồ đề ya bồ đề ya đi đế rì ya na ra cẩn trì rì rì sáng ni na ma ya ma na ta ma ha thân đà ya ta ma ha ma ha thân đà ya ta ma ha thân đà vô nghe thân bằng ra ya ta ma ha na ra cẩn trì ta ma ha ma ra na ra ta ma ha thân đà thân a mu ki ya ta ba ma ha thân đà ya ta ma ha giải kiến ra thân đà ya ta ma ha ba đà ma yến thân đà ya ta ma ha na ra cẩn trì mừng đà ra ya ta ma ha ma ba la yến yến ra ya ta ma ha nam mô a ra thân đà na ra ya ya nam mô a di đà ma lo yến đế tướng bằng ra ya ta ma ha thân điện đô mang ra ra bằng đà ya ta ma ha tu tiên nhân quân ngài đại bi tâm đà la ni nam mô a ra thân đà na ra ya ya nam mô a di đà ma lo yến đế tướng bằng ra ya bồ đề thân đà ma ya ma ha thân đà ma ya ma ha ca lo ni ca ya thân bằng ra bằng ya số năng đà đang thọ nam mô thân kiến lần đổi mong a di đà ma lo yến đế thân bằng ra lần đà bà nam mô na ra cần trì hay trì ma ha bằng đà sa mê thân bà tha đầu du bằng a thầy dần thân bà thân đà nam ma bà đà ma bằng đằng đầu đang điện ha thân a bà lo a lo ngay đến ngay ra đến di hay trì ma ha bồ đề thân bà ma ra ma hay ma hay trì đà dần công lô yến mong đồ lô bà sa gia đế ma ha bà sa gia đế đà ra đi đi ni thân vận ra gia nhớ ra gia ra ma vận ba ra một đề lệ hay hay thân na ra sam bà ra sa lợi phật sa bà ra sa gia hồ lô hồ lô ma ra hồ lô hồ lô e rì ta ra ta ra thân rì do ro bồ đề ya bồ đề ya bồ đề ya bồ đề ya đi đế rì ya na ra cẩn trì rì rì sáng ni na ma ya ma na ta ma ha thân đà ya ta ma ha ma ha thân đà ya ta ma ha thân đà vô nghe thân bằng ra ya ta ma ha na ra cẩn trì ta ma ha ma ra na ra ta ma ha thân đà thân a mu ki ya ta ma ha ta ma ma ha thân đà
đà ya ta ma ha ya kiến ra thân đà ya ta ma ha ba đà ma hiến thân đà ya ta ma ha na ra cung trì bằng đà ra ya ta ma ha ma ba la hiến kiến ra ya ta ma ha nam mô an ra nắng na ra ra ya ya nam mô a di đà ma lo hiến đế tướng bằng ra ya ta ma ha thân điện đông bằng ra ra bằng đà ya ta ma ha đầu tiên nhân của ngài đại bi tâm đà la ni nam mô an ra nắng na ra ra ya ya nam mô a di đà ma lo hiến đế tướng bằng ra ya bồ đề thân đà ma ya ma ha thân đà ma ya ma ha ca lo ni ca ya thân bằng ra bằng ya số năng na đang tọa nam mô tấn kiến lần đối mong a di đà bà lo yến đế tấn bằng ra lần đà bà nam mô na ra cần trì hay trì ma bằng đa sa mê tấn bà tha đầu du bằng a thầy dân tấn bà tấn đa nam ma bà đà ma bằng đằng đầu đang điện ha tấn a bà lo a lo ga đế ga ra đế di hay trì ma bồ đề tấn bà ma ma hay ma hay trì đà dân công lo yến mong đồ lo bà sa gia đế ma bà sa gia đế ra ra đi đi ni tấn bằng ra gia gia ra gia ra ma ma bằng ma ra một đề lệ hay hay tấn na ra sam bà ra sa lợi phật sa phật sam bà ra sa ya hô lô ma ra hô lô e rì ta ra ta ra tấn rì tô rô bồ đề ya bồ đề ya bồ đề ya bồ đề ya di đế rì ya na ra cẩn rì 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 sấn ni na ma ya ma na ta ma ha tấn đà ya ta ma ha ma ha tấn đà ya ta ma ha tấn đà vô nghe tấn bằng ra ya ta ma ha na ra cẩn rì ta ma ha ma ra na ra ta ma ha tấn đà tấn a một khi ya ta ma ma ha tấn đà ya ta ma ha giải kiến ra tấn đà ya ta ma ha ba đà ma hiến tấn đà ya ta ma ha na ra cẩn trì bằng đà ra ya ta ma ha ma ba la hiến kiến ra ya ta ma ha nam mô an ra nắng na na ra ya ya nam mô a di đà ma lo hiến đế tướng bằng ra ya ta ma ha thân điện đông bằng ra ra bằng đà ya ta ma ha đầu tiên nhân của ngài đại bi tâm đà la ni nam mô an ra nắng na ra ra ya ya nam mô a di đà ma lo hiến đế tướng bằng ra ya bồ đề thân đà ma ya ma ha thân đà ma ya ma ha ca lo ni ca ya thân bằng ra bằng ya số năng na đang thọ nam mô thân kiến lần đối mong a di đà ma lo hiến đế thân bằng ra lần đà bà nam mô na ra cần trì hay trì ma bằng đa sa mê thân bà tha đầu du bằng a thầy dân thân bà thân đa nam ma bà đà ma bằng đằng đầu đang điện ha thân a bà lo a lo ga đế ga ra đế di a trì ma bồ đề thân bà ma ma a trì đà dân công lo yến mong đồ lo bà sa gia đế ma ha bà sa gia đế ra ra đi đi ni thân bằng ra gia nhớ ra gia ra ma bằng ma ra một đề lệ hay hay thân na ra sam bà ra sa lợi phật sa bà ra sa gia hô lô ma ra hô lô ê rì ta ra ta ra tấn rì tô rô bồ đề ya bồ đề ya bồ đề ya bồ đề ya di đế rì ya na ra cẩn rì 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 sấn ni na ma ya ma na ta ma ha tấn đà ya ta ma ha ma ha tấn đà ya ta ma ha tấn đà vô nghe tấn bằng ra ya ta ma ha na ra cẩn rì ta ma ha ma ra na ra ta ma ha tấn đà tấn a một khi ya ta ba ma ha tấn đà ya ta ma ha giải kiến ra tấn đà ya ta ma ha ba đà ma hiến tấn đà ya ta ma ha na ra cẩn trì bằng đà ra ya ta ma ha ma ba la hiến kiến ra ya ta ma ha nam mô an ra nắng na ra ya ya nam mô a di đà ma lo yến đế tướng bằng ra ya ta ma ha thân điện đông bằng ra ra bằng đà ya ta ma ha đầu tiên nhân của ngài đại bi tâm đà la ni nam mô hán ra nắng na ra ra ya ya nam mô a di đà ma lo yến đế tướng bằng ra ya bồ đề thân đà ma ya ma ha thân đà ma ya ma ha ca lo ni ca ya thân bằng ra bằng ya số năng na đang thọ nam mô thân kiến lần đối mong a di đà ma lo yến đế thân bằng ra lần đà bà nam mô na ra cần trì hay trì ma bằng đa sa mê thân bà tha đầu du bằng a thầy dân thân bà thân đa nam ma bà đà ma bằng đằng đầu đang điện ha thân a bà lo a lo ga đế ga ra đế di a di ma ha bồ đề thân bà ma ra ma e ma e di đà dân công lo yến mong đồ lo bà sa gia đế ma ha bà sa gia đế ra ra đi đi ni thân bằng ra gia nhớ ra gia ra ma bằng ma ra một đề lệ hay hay thân na ra sam bà ra sa lợi phật sa bà ra sa gia hô lô ma ra hô lô lô e di ta ra ta ra thân rì tô rô bồ đề ya bồ đề ya bồ đề ya bồ đề ya di đế rì ya na ra cẩn rì 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 sấn ni na ma ya ma na ta ma ha tấn đà ya ta ma ha ma ha tấn đà ya ta ma ha tấn đà vô nghe tấn bằng ra ya ta ma ha na ra cẩn trì ta ma ha ma ra na ra ta ma ha tấn đà tấn a một khi ya ta ba ma ha tấn đà ya ta ma ha giải kiến ra tấn đà ya ta ma ha ba đà ma hiến tấn đà ya ta ma ha na ra cẩn trì bằng đà ra ya ta ma ha ma ba la hiến kiến ra ya ta ma ha nam mô an ra nắng na na ra ya ya nam mô a di đà ma lo hiến đế tướng bằng ra ya ta ma ha thân điện đông bằng ra ra bằng đà ya ta ma ha đầu tiên nhân của ngài đại bi tâm đà la ni nam mô hán ra đắng na ra ra ya ya nam mô a di đà bà lo yến đế tướng bằng ra ya bồ đề thân đà ma ya ma ha thân đà ma ya ma ha ca lo ni ca ya thân bằng ra bằng ya số năng na đang thọ nam mô thân kiến lần đối mong a di đà bà lo yến đế thân bằng ra thân đà bà nam mô na ra cần trì hay trì ma bằng đa sa mê thân bà tha đầu du bằng a thầy dân thân bà thân đà nam ma bà đà ma bằng đằng đầu đang điện ha thân a bà lo a lo ngài đế ngài ra đế
di a di ma ha bồ đề tăng đà tăng bà tăng bà ma ra ma ra ma e ma e di na dân công lô yến mong đồ lô bà sa gia đế ma ha bà sa gia đế ra 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 di di ni tăng vần ra gia gia ra gia ra ma ma vần ba ra một đề lệ he he tăng na ra sam bà ra sa lợi phật sa bà ra sa gia hô lô ma ra hô lô e di ta ra ta ra tăng di do ro do ro bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia di đế di gia na ra cẩn di di sấn ni na ma gia ma na ta ma ha tăng đà gia ta ma ha ma tăng đà gia ta ma ha tăng đà vô nghe tăng bằng ra gia ta ma ha na ra cẩn trì ta ma ha ma ra na ra ta ma ha tăng đà tăng a mục kia ta ma ha ta ma ma ha tăng đà gia ta ma ha giải kiến ra tăng đà gia ta ma ha ba đà ma yến tăng đà gia ta ma ha na ra cẩn trì bằng đà ra gia ta ma ha ma ba la yến kiến ra gia ta ma ha nam mô an ra tăng đà na ra gia gia nam mô an trì gia ma lo yến đế tướng bằng ra gia ta ma ha tăng điện đô mang ra ra bằng đà gia ta ma ha đầu tiên nhân của ngài đại bi tâm đà la ni nam mô hán ra đắng na ra ra dạ dạ nam mô a di đà bà lo yến đế tướng văn ra dạ bồ đề tăng đà ma dạ ma ha tăng đà ma dạ ma ha ca lo ni ca dạ hán tăng bằng ra bằng dạ số năng na đang thọ nam mô tấn kiến lần đó y mong a di đà bà lo yến đế tăng bằng ra tăng đà bà nam mô na ra cần trì hay trì ma ha bằng ra sa mê tăng bà ha tha đầu du bằng ai thầy dân tăng bà tăng đà nam ma bà đà ma bằng đằng đầu đang điện ha tăng a bà lo a lo ca đế ca ra đế di a di ma ha bồ đề tăng đà tăng bà ma ra ma ra ma e ma e di đà dân công lô yến mong đồ lô bà sa gia đế ma ha bà sa gia đế ra 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 đi ni tăng vần ra gia ra gia ra ma vần ba ra một đề lệ he he tấn na ra sam bà ra sa lợi phật sa bà ra sa gia hô lô ma ra hô lô e di ta ra tấn trì do ro bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia di đế di gia na ra cẩn trì di sấn ni na ma gia ma na ta ma ha tấn đà gia ta ma ha ma ha tấn đà gia ta ma ha tấn đà vô nghe tấn bằng ra gia ta ma ha na ra cẩn trì ta ma ha ma ra na ra ta ma ha tấn đà tăng a mục kia gia ta ba ma ha tấn đà gia ta ma ha giải kiến ra tấn đà gia ta ma ha ba đà ma yến tấn đà gia ta ma ha na ra cẩn trì bằng đà ra gia ta ma ha ma ba la yến kiến ra gia ta ma ha nam mô an ra tấn đà na ra gia gia nam mô a di đà ma lo yến đế tướng bằng ra gia ta ma ha tấn điện đô mang ra ra bằng đà gia ta ma ha đầu tiên nhân của ngài đại bi tâm đà la ni nam mô hán ra tấn đà ra ra gia gia nam mô a di đà ma lo yến đế tướng bằng ra gia bồ đề tấn đà ma gia ma ha tấn đà ma gia ma ha ca lo ni ca gia hán tấn bằng ra bằng gia số năng đà đang thọ nam mô tấn kiến lần đó y mong a di đà ma lo yến đế tấn bằng ra tấn đà bà nam mô na ra cẩn trì hay trì ma ha bằng đà sa mê tấn bà ha tha đầu du bằng ai thầy dân tấn bà tấn đà nam ma bà đà ma bằng đằng đầu đang điện ha tấn a bà lo a lo ca đế ca ra đế di a di ma ha bồ đề tấn đà tấn bà ma ra ma e ma e di đà dân công lô yến mong đồ lô bà sa gia đế ma ha bà sa gia đế ra ra đi đi ni tấn vần ra gia nhớ ra gia ra ma vần ba ra một đề lệ he he tấn na ra sam bà ra sa lợi phật sa bà ra sa gia hô lô ma ra hô lô lô e di ta ra ta ra tấn trì do ro bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia di đế di gia na ra cẩn trì di sấn ni na ma gia ma na ta ma ha tấn đà gia ta ma ha ma ha tấn đà gia ta ma ha tấn đà vô nghe tấn bằng ra gia ta ma ha na ra cẩn trì ta ma ha ma ra na ra ta ma ha tấn đà tấn a mục kia gia ta ba ma ha tấn đà gia ta ma ha giải kiến ra tấn đà gia ta ma ha ba đà ma yến tấn đà gia ta ma ha na ra cẩn trì bằng đà ra gia ta ma ha ma ba la yến kiến ra gia ta ma ha nam mô an ra tấn đà na ra gia gia nam mô a di đà ma lo yến đế tướng bằng ra gia ta ma ha tấn điện đô mang ra ra bằng đà gia ta ma ha đầu tiên nhân của ngài đại bi tâm đà la ni nam mô hán ra đắng na ra ra gia gia nam mô a di đà ma lo yến đế tướng bằng ra gia bồ đề tấn đà ma gia ma ha tấn đà ma gia ma ha ca lo ni ca gia hán tấn bằng ra bằng gia số năng na đang thọ nam mô tấn kiến lần đó y mong a di đà ma lo yến đế tấn bằng ra tấn đà bà nam mô na ra cẩn trì hay trì ma ha bằng đà sa mê tấn bà ha tha đầu du bằng ai thầy dân tấn bà tấn đà nam ma bà đà ma bằng đằng đầu đang điện ha tấn a bà lo a lo ca đế ca ra đế di a di ma ha bồ đề tấn đà ma ra ma e ma e di đà dân công lô yến mong đồ lô bà sa gia đế ma ha bà sa gia đế ra ra đi đi ni tấn vần ra gia nhớ ra gia ra ma vần ba ra một đề lệ he he tấn na ra sam bà ra sa lợi phật sa bà ra sa gia hô lô ma ra hô lô e di ta ra tấn trì do ro bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia di đế di gia na ra cẩn trì di sấn ni na ma gia ma na ta ma ha tấn đà gia ta ma ha ma ha tấn đà gia ta ma ha tấn đà vô nghe tấn bằng ra gia ta ma ha na ra cẩn trì ta ma ha ma ra na ra ta ma ha tấn đà tấn a mục kia gia ta ma ma ha tấn đà gia ta ma ha giải kiến ra tấn đà gia ta ma ha ba đà ma yến tấn đà gia ta ma ha na ra cẩn trì bằng đà ra gia ta ma ha ma ba la yến kiến ra gia ta ma ha nam mô an ra tấn đà na ra gia gia nam mô a di đà ma lo
tăng ra nhà nam ma ha tăng điện đâu mang ra nam bằng đại nhà tam ma ha đầu tiên nhân của ngài đại bi tâm đà la ni nam mô hán ra đắng na ra ra dạ gia nam mô a di đà bà lo yến đây tướng văn đại gia bồ đề tăng đà ma gia ma ha tăng đà ma gia ma ha ca lo ni ca gia hán tăng bằng ra bằng dạ số năng na đang thọ nam mô tăng kiến lần đó y mong a di đà bà lo yến đây tăng bằng ra lăng đà bà nam mô na ra cần trị hay trị ma ha bằng ra sa mê tăng bà a tha đầu du bằng a thầy dân tăng bà tăng ra nam ma bà đà ma bằng đằng đầu đang điện ha tăng a bà lo a lo ca đến ca ra đến di a trị ma ha bồ đề tăng đà tăng bà tăng bà ma ra ma ra ma ma di đà dân công lô yến mong đồ lô bà sa gia đế ma ha bà sa gia đế ra 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 di ni tăng phật ra gia nhớ ra gia ra ma phật ma ra một đề lệ he he tăng na ra sam bà ra sa lợi phật sa phật sam bà ra sa gia hô lô ma ra hô lô lô e di ta ra ta ra tăng di tô rô bồ đề ya bồ đề ya bồ đề ya bồ đề ya di đế di ya na ra cẩn di sáng ni na ma ya ma na ta ma ha tăng đà ya ta ma ha ma ha tăng đà ya ta ma ha tăng đà vô nghe tăng bằng ra ya ta ma ha na ra cẩn trì ta ma ha ma ra na ra ta ma ha tăng đà tăng a mục khi ya ta ba ma ha tăng đà ya ta ma ha giải kiến ra tăng đà ya ta ma ha ba đà ma yến tăng đà ya ta ma ha na ra cẩn trì bằng đà ra ya ta ma ha ma ba la yến ra ya ta ma ha nam mô a ra tăng đà na ra ya ya nam mô a di đà ma lo yến đế tướng bằng ra ya ta ma ha tăng điện đâu mang ra ra bằng đà ya ta ma ha đầu tiên nhân của ngài đại bi tâm đà la ni nam mô hán ra đắng na ra ra dạ gia nam mô a di đà bà lo yến đế tướng văn đà gia bồ đề tăng đà bà gia ma ha tăng đà bà gia ma ha ca lo ni ca gia hán tăng bằng ra bằng dạ số năng na đang thọ nam mô tăng kiến lần đối y mong a di đà bà lo yến đế tăng bằng ra lăng đà bà nam mô na ra cần trị hay trị ma ha bằng đà sa mê tăng bà a tha đầu du bằng a thầy dân tăng bà tăng ra nam ma bà đà ma bằng đằng đầu đang điện ha tăng a bà lo a lo ca đế ca ra đế di a di ma ha bồ đề tăng bà ma ra ma ma di đà dân công lô yến mong đồ lô bà sa gia đế ma ha bà sa gia đế ra 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 di đệ ni tăng phật ra gia nhớ ra gia ra ma phật ma ra một đề lệ he he tăng na ra sam bà ra sa lợi phật sa bà ra sa gia hô lô ma ra hô lô e di ta ra ta ra tăng di tô rô tô rô bồ đề ya bồ đề ya bồ đề ya bồ đề ya di đế di ya na ra cẩn di sáng ni na ma ya ma na ta ma ha tăng đà ya ta ma ha ma ha tăng đà ya ta ma ha tăng đà vô nghe tăng bằng ra ya ta ma ha na ra cẩn trì ta ma ha ma ra na ra ta ma ha tăng đà tăng a mu khi ya ta ma ma ha tăng đà ya ta ma ha giải kiến ra tăng đà ya ta ma ha ba đà ma yến tăng đà ya ta ma ha na ra cẩn trì bằng đà ra ya ta ma ha ma ba la yến ra ya ta ma ha nam mô a ra tăng đà na ra ya ya nam mô a di đà ma lo yến đế tướng bằng ra ya ta ma ha tăng điện đâu mang ra ra bằng đà ya ta ma ha đầu tiên nhân của ngài đại bi tâm đà la ni nam mô hán ra đắng na ra ra dạ gia nam mô a di đà bà lo yến đế tướng văn ra gia bồ đề tăng đà bà gia ma ha tăng đà bà gia ma ha ca lo ni ca gia hán tăng bằng ra bằng dạ số năng na đang thọ nam mô tăng kiến lần đối y mong a di đà bà lo yến đế tăng bằng ra lăng đà bà nam mô na ra cần trị hay trị ma ha bằng đà sa mê tăng bà a tha đầu du bằng a thầy dân tăng bà tăng ra nam ma bà đà ma bằng đằng đầu đang điện ha tăng a bà lo a lo ca đế ca ra đế di a di ma ha bồ đề tăng đà bà ma ra ma ma di đà dân công lô yến mong đồ lô bà sa gia đế ma ha bà sa gia đế ra ra di đệ ni tăng phật ra gia nhớ ra gia ra ma phật ma ra một đề lệ he he tăng na ra sam bà ra sa lợi phật sa bà ra sa gia hô lô ma ra hô lô e di ta ra tăng di tô rô bồ đề ya bồ đề ya bồ đề ya bồ đề ya di đế di ya na ra cẩn di sáng ni na ma ya ma na ta ma ha tăng đà ya ta ma ha ma ha tăng đà ya ta ma ha tăng đà vô nghe tăng bằng ra ya ta ma ha na ra cẩn trì ta ma ha ma ra na ra ta ma ha tăng đà tăng a mục khi ya ta ba ma ha tăng đà ya ta ma ha giải kiến ra tăng đà ya ta ma ha ba đà ma yến tăng đà ya ta ma ha na ra cẩn trì bằng đà ra ya ta ma ha ma ba la yến ra ya ta ma ha nam mô a ra tăng đà na ra ya ya nam mô a di đà bà lo yến đế tướng bằng ra ya ta ma ha tăng điện đâu mang ra ra bằng đà ya ta ma ha đầu tiên nhân của ngài đại bi tâm đà la ni nam mô hán ra đắng na ra ra ya ya nam mô a di đà bà lo yến đế tướng bằng ra ya bồ đề tăng đà bà ya ma ha tăng đà bà ya ma ha ca lo ni ca ya hán tăng bằng ra bằng dạ số năng na đang thọ nam mô tăng kiến lần đối y mong a di đà bà lo yến đế tăng bằng ra lăng đà bà nam mô na ra cần trị hay trị ma ha bằng đà sa mê tăng bà a tha đầu du bằng a thầy dân tăng bà tăng ra nam ma bà đà ma
văn đăng đầu đáng điện ha tăng a bà lo a lo ngay đến ngay đến ngay di a di ma ha bồ đề tăng đoạn tăng bà tăng bà ma ra ma a ma a di đà dần công lo yến mong đồ lo bà sa gia đế ma ha bà sa gia đế ra ra di đi ni tăng vận ra gia nhớ ra gia ra ma vận ma ra một đề lệ hi hi tăng na ra sam bà ra sa lợi pha sa bà ra sa gia hô lo ma ra hô lo e di ta ra ta ra tăng di do ro bồ đề ya bồ đề ya bồ đề ya bồ đề ya di đế di ya na ra ngẩn di sáng ni na ma ya ma na ta ma ha tấn đà ya ta ma ha ma ha tấn đà ya ta ma ha tấn đà vô nghe tấn bằng ra ya ta ma ha na ra ngẩn di ta ma ha ma ra na ra ta ma ha tấn đà tấn a mục kia ya ta ma ha ta ma ma ha tấn đà ya ta ma ha giảng kiến ra tấn đà ya ta ma ha ba đà ma hiến tấn đà ya ta ma ha na ra ngẩn trì bằng đà ra ya ta ma ha ma ba la hiến kiến ra ya ta ma ha nam mô a ra tấn đà ra ra ya ya nam mô a di đà ma lo yến đế tướng bằng ra ya ta ma ha tấn điện đô bằng ra ra bằng đà ya ta ma ha tu tiên nhân của ngài đại bi tâm đà la ni nam mô hán ra đắng na ra ra ya ya nam mô a di đà bà lo yến đế tướng bằng ra ya bồ đề tăng đà ma ya ma ha tăng đà ma ya ma ha ca lo ni ca ya hán tăng bằng ra bằng ya số năng na đang thọ nam mô tăng kiến lần đối mong a di đà bà lo yến đế tăng bằng ra tăng đà bà nam mô na ra cần trì hay trì ma ha bằng ra sa mê tăng bà ha tha đầu du bằng a thầy dân tăng bà tăng đà nam ma bà đà ma bằng đằng đầu đang điện ha tăng a bà lo a lo ngài đế ngài ra đế di hay trì ma ha bồ đề tăng đà tăng bà tăng bà ma ra ma ra ma ma hai di đà dần công lô yến mong đồ lô bà sa gia đế ma ha bà sa gia đế ra ra di đi ni tăng phật ra gia nhớ ra gia ra ma phật ba ra một đề lệ hi hi tăng na ra sam bà ra sa lợi phật sa bà ra sa gia hô lô ma ra hô lô lô e di ta ra ta ra tăng di do ro bồ đề ya bồ đề ya bồ đề ya bồ đề ya di đế di ya na ra cẩn di sáng ni na ma ya ma na ta ma ha tăng đà ya ta ma ha ma ha tăng đà ya ta ma ha tăng đà vô nghe tăng bằng ra ya ta ma ha na ra cẩn trì ta ma ha ma ra na ra ta ma ha tấn ra tấn a mục kia ya ta ma ha ta ma ma ha tấn đà ya ta ma ha giảng kiến ra tấn đà ya ta ma ha ba đà ma hiến tấn đà ya ta ma ha na ra cẩn trì bằng đà ra ya ta ma ha ma ba la hiến kiến ra ya ta ma ha nam mô a ra tấn đà na ra ya ya nam mô a di đà ma lo yến đế tướng bằng ra ya ta ma ha tấn điện đô bằng ra ra bằng đà ya ta ma ha tu tiên nhân của ngài đại bi tâm đà la ni nam mô a ra tấn đà na ra ya ya nam mô a di đà ma lo yến đế tướng bằng ra ya bồ đề tấn đà ma ya ma ha tấn đà ma ya ma ha ca lo ni ca ya hắn tấn bằng ra bằng giờ số năng đà đang thọ nam mô tấn kiến lần đối y mong a di đà bà lo yến đế tấn bằng ra tấn đà bà nam mô na ra cần trì hay trì ma ha bằng ra sa mê tấn bà ha tha đầu du bằng a thầy dần tấn bà tấn đà nam ma bà đà ma bằng đằng đầu đang điện ha tấn a bà lo a lo ngay đến đế di hay trì ma ha bồ đề tấn bà ma ra ma hay ma hay di đà dần công lo yến mong đồ lo bà sa gia đế ma ha bà sa gia đế đà ra di đi ni tấn vận ra gia nhớ ra gia ra ma vận ba ra một đề lệ hi tấn na ra sam bà ra sa lợi pha sa bà ra sa gia hô lô ma ra hô lô e di ta ra tấn trì do ro bồ đề ya bồ đề ya bồ đề ya bồ đề ya di đế di ya na ra ngẩn trì sáng ni na ma ya ma na ta ma ha tấn đà ya ta ma ha ma ha tấn đà ya ta ma ha tấn đà vô nghe tấn bằng ra ya ta ma ha na ra ngẩn trì ta ma ha ma ra na ra ta ma ha tấn đà tấn a mục kia ya ta ma ha ta ma ma ha tấn đà ya ta ma ha giảng kiến ra tấn đà ya ta ma ha ba đà ma hiến tấn đà ya ta ma ha na ra ngẩn trì bằng đà ra ya ta ma ha ma ba la hiến kiến ra ya ta ma ha nam mô a ra tấn đà na ra ya ya nam mô a di đà ma lo yến đế tướng bằng ra ya ta ma ha tấn điện đô bằng ra ra bằng đà ya ta ma ha tu tiên nhân của ngài đại bi tâm đà la ni nam mô hán ra đắng na ra ra ya ya nam mô a di đà bà lo yến đế tướng bằng ra ya bồ đề tăng đà ma ya ma ha tăng đà ma ya ma ha ca lo ni ca ya hán tăng bằng ra bằng ya số năng na đang thọ nam mô tăng kiến lần đối y mong a di đà bà lo yến đế tăng bằng ra tăng đà bà nam mô na ra cần trì hay trì ma ha bằng đà sa mê tăng bà ha tha đầu du bằng a thầy dần tăng bà tăng đà nam ma bà đà ma bằng đằng đầu đang điện ha tăng a bà lo a lo ngay đến di đà ma ha bồ đề tăng đà tăng bà ma ra ma ra ma ma di đà dần công lô yến mong đồ lô bà sa gia đế ma ha bà sa gia đế đà ra di đi ni tăng vận ra gia nhớ ra gia ra ma vận ba ra một đề lệ hi tấn na ra sam bà ra sa lợi pha sa bà ra sa gia hô lô ma ra hô lô lô e di ta ra tấn trì do ro bồ đề ya bồ đề ya bồ đề ya bồ đề ya di đế di ya na ra ngẩn trì sáng ni na ma ya ma na ta ma ha tấn đà ya ta ma ha tấn đà ya ta ma ha tấn đà vô nghe tấn bằng ra ya ta ma ha
na ra ngẩn trì ta bà ha ma ra na ra ta bà ha tấn ra tấn ha mục khi ya ta bà ha ta bà ma ha tấn đà ya ta bà ha giải kiến ra tấn đà ya ta bà ha ba đà ma yến tấn đà ya ta bà ha na ra ngẩn trì bằng đà ra ya ta bà ha ma bà lai ấn yến ra ya ta bà ha mô ấn ra tấn đà ra ra ya ya nam mô a di đà bà lo yến đế tướng bằng ra ya ta bà ha tấn điện đô bằng ra ra bằng đà ya ta bà ha tu tiên nhân quân ngài đại bi tâm đà la ni nam mô ấn ra tấn đà ra ra ya ya nam mô a di đà bà lo yến đế tướng bằng ra ya bồ đề tấn đà ma ya ma ha tấn đà ma ya ma ha ca lo ni ca ya ấn tấn bằng ra bằng ya số năng na đang thọ nam mô tấn kiến lần đối mong a di đà bà lo yến đế tấn bằng ra năng đà bà nam mô na ra cần trì hay trì ma ha bằng đa sa mê tấn bà ha tha đầu du bằng a thầy dân tấn bà tấn đà nam ma bà đà ma bằng đằng đầu đang điện ha tấn a bà lo a lo ca đế ca đế đế di hay trì ma ha bồ đề tấn bà tấn bà ma ra ma e ma hay trì đà dân công lo yến mong đồ lo bà sa gia đế ma ha bà sa gia đế ra ra đi đi ni tấn bằng ra gia nhớ ra gia ra mà bằng ba ra một đề lệ hay hay tấn na ra sam bằng ra sa lợi phật sa bằng ra sa gia hồ lo ma ra hồ lo hay trì ta na ta ra tấn trì tấn trì tu ro bồ đề ya bồ đề ya bồ đề ya bồ đề ya di đế trì ya na ra cẩn trì 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 sấn ni na ma ya ma na ta ma ha tấn đà ya ta ma ha ma ha tấn đà ya ta ma ha tấn đà vô nghe tấn bằng ra ya ta ma ha na ra cẩn trì ta ma ha ma ra na ra ta ma ha tấn đà tấn a mục khi ya ta ma ha ta ma ma ha tấn đà ya ta ma ha giải kiến ra tấn đà ya ta ma ha ba đà ma yến tấn đà ya ta ma ha na ra cẩn trì bằng đà ra ya ta ma ha ma ba la yến yến ra ya ta ma ha mô ấn ra tấn na na ra ya ya nam mô a di đà bà lo yến đế tướng bằng ra ya ta ma ha tấn điện đô bằng ra ra bằng đà ya ta ma ha tu tiên nhân quân ngài đại bi tâm đà la ni nam mô ấn ra tấn na ra ra ya ya nam mô a di đà bà lo yến đế tướng bằng ra ya bồ đề tấn đà ma ya ma ha tấn đà ma ya ma ha ca lo ni ca ya ấn tấn bằng ra bằng ya số năng na đang thọ nam mô tấn kiến lần đối y mong a di đà bà lo yến đế tấn bằng ra năng đà bà nam mô na ra cần trì hay trì ma ha bằng đa sa mê tấn bà ha tha đầu du bằng a thầy dân tấn đà nam ma bà đà ma bằng đằng đầu đang điện ha tấn a bà lo a lo ngay đến ngay ra đến di hay trì ma ha bồ đề tấn bà ma ra ma ra ma e ma e trì đà dân công lo yến mong đồ lo bà sa gia đế ma ha bà sa gia đế đà ra đi đi ni tấn bằng ra gia nhớ ra gia ra mà bằng ba ra một đề lệ hay hay tấn na ra sam bằng ra sa lợi phật sa bằng ra sa gia hồ lo ma ra hồ lo e trì ta ra ta ra tấn trì tu ro bồ đề ya bồ đề ya bồ đề ya bồ đề ya di đế trì ya na ra cẩn trì 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 sấn ni na ma ya ma na ta ma ha tấn đà ya ta ma ha ma ha tấn đà ya ta ma ha tấn đà vô nghe tấn bằng ra ya ta ma ha na ra cẩn trì ta ma ha ma ra na ra ta ma ha tấn đà tấn a mục khi ya ta ma ha ta ma ma ha tấn đà ya ta ma ha giải kiến ra tấn đà ya ta ma ha ba đà ma yến tấn đà ya ta ma ha na ra cẩn trì bằng đà ra ya ta ma ha ma ba la yến yến ra ya ta ma ha mô ấn ra tấn na na ra ya ya nam mô a di đà bà lo yến đế tướng bằng ra ya ta ma ha tấn điện đô bằng ra ra bằng đà ya ta ma ha tu tiên nhân quân ngài đại bi tâm đà la ni nam mô ấn ra tấn na ra ra ya ya nam mô a di đà bà lo yến đế tướng bằng ra ya bồ đề tấn đà ma ya ma ha tấn đà ma ya ma ha ca lo ni ca ya ấn tấn bằng ra bằng ya số năng na đang thọ nam mô tấn kiến lần đối y mong a di đà bà lo yến đế tấn bằng ra năng đà bà nam mô na ra cần trì hay trì ma ha bằng đa sa mê tấn bà ha tha đầu du bằng a thầy dân tấn bà tấn đà nam ma bà đà ma bằng đằng đầu đang điện ha tấn a bà lo a lo ngay đến ngay ra đến di hay trì ma ha bồ đề tấn đà tấn bà ma ra ma e ma e trì đà dân công lo yến mong đồ lo bà sa gia đế ma ha bà sa gia đế đà ra đi đi ni tấn bằng ra gia nhớ ra gia ra mà bằng ba ra một đề lệ hay hay tấn na ra sam bằng ra sa lợi phật sa bằng ra sa gia hồ lo ma ra hồ lo lo e trì ta ra tấn trì tu ro bồ đề ya bồ đề ya bồ đề ya bồ đề ya di đế trì ya na ra cẩn trì 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 sấn ni na ma ya ma na ta ma ha tấn đà ya ta ma ha ma ha tấn đà ya ta ma ha tấn đà vô nghe tấn bằng ra ya ta ma ha na ra cẩn trì ta ma ha ma ra na ra ta ma ha tấn đà tấn a mục khi ya ta ma ha ta ma ma ha tấn đà ya ta ma ha giải kiến ra tấn đà ya ta ma ha ba đà ma yến tấn đà ya ta ma ha na ra cẩn trì bằng đà ra ya ta ma ha ma ba la yến yến ra ya ta ma ha mô ấn ra tấn đà na ra ya ya nam mô a di đà bà lo yến đế tướng bằng ra ya ta ma ha tấn điện đô bằng ra ra bằng đà ya
nhà ta ma ha tu tiên nhân của ngài đại bi tâm đà la ni nam mô hán ra đắng na ra ra dạ dạ nam mô a di đà bà lo yến đế tướng văn đà dạ bồ đề tăng đà ma dạ ma ha tăng đà ma dạ ma ha ca lo ni ca dạ hán tăng bằng ra bằng dạ số năng đà đang thọ nam mô tăng kiến lần đó y mong a di đà bà lo yến đế tăng bằng ra tăng đà bà nam mô na ra cần trì hay trì ma ha bằng đà sa mê tăng bà ha tha đầu du bằng a thầy dân tăng bà tăng đà nam ma bà đà ma bằng đằng đầu đang điện ha tăng a bà lo a lo ca đế đế di hay trì ma ha bồ đề tăng đà tăng bà tăng bà ma ra ma hay ma hay trì đà dân công lô yến mong đồ lô bằng sa gia đế ma ha bằng sa gia đế ra ra đi đi ni tăng bằng ra gia nhớ ra gia ra ma bằng ba ra một đề lệ hay hay tăng na ra sam bà ra sa lợi phật sa phật sam bà ra sa gia hô lô ma ra hô lô hay trì ta na ta ra tấn trì tấn trì tô rô bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia trì đế trì gia na ra cẩn trì 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 sấn ni na ma gia ma na ta ma ha tấn đà gia ta ma ha ma ha tấn đà gia ta ma ha tấn đà vô nghe tấn bằng ra gia ta ma ha na ra cẩn trì ta ma ha ma ra na ra ta ma ha tấn đà tấn a mục khi gia ta ba ma ha tấn đà gia ta ma ha giải kiến ra tấn đà gia ta ma ha ba đà ma yến tấn đà gia ta ma ha na ra cẩn trì bằng đà ra gia ta ma ha ma ba la yến kiến ra gia ta ba ha nam mô ấn ra tấn đà na ra gia gia nam mô a di đà ma lo yến đế tướng bằng ra gia ta ma ha tấn điện đông bằng ra ra bằng đà gia ta ma ha tu tiên nhân của ngài đại bi tâm đà la ni nam mô hán ra đắng na ra ra dạ dạ nam mô a di đà bà lo yến đế tướng văn ra dạ bồ đề tăng đà bà dạ ma ha tăng đà bà dạ ma ha ca lo ni ca dạ hán tăng bằng ra bằng dạ số năng đà đang thọ nam mô tăng kiến lần đó y mong a di đà bà lo yến đế tăng bằng ra tăng đà bà nam mô na ra cần trì hay trì ma ha bằng đà sa mê tăng bà ha tha đầu du bằng a thầy dân tăng bà tăng đà nam ma bà đà ma bằng đằng đầu đang điện ha tăng a bà lo a lo ca đế ca ra đế di trì ma ha bồ đề tăng bà ma ra ma ra ma ma di đà dân công lô yến mong đồ lô bà sa gia đế ma ha bà sa gia đế đà ra đi đi ni tăng bằng ra gia nhớ ra gia ra ma bằng ba ra một đề lệ hay hay tấn na ra sam bằng ra sa lợi phật sa bằng ra sa gia hô lô ma ra hô lô hay trì ta ra tấn trì tô rô bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia trì đế trì gia na ra cẩn trì 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 sấn ni na ma gia ma na ta ma ha tấn đà gia ta ba ha ma ha tấn đà gia ta ma ha tấn đà vô nghe tấn bằng ra gia ta ba ha na ra cẩn trì ta ba ha ma ra na ra ta ba ha tấn đà tấn a mục khi gia ta ba ma ha tấn đà gia ta ba ha giải kiến ra tấn đà gia ta ba ha ba đà ma yến tấn đà gia ta ba ha na ra cẩn trì bằng đà ra gia ta ba ha ma ba la yến kiến ra gia ta ba ha nam mô ấn ra tấn đà ra ra gia gia nam mô a di đà ma lo yến đế tướng bằng ra gia ta ba ha tấn điện đông bằng ra ra bằng đà gia ta ba ha tu tiên nhân của ngài đại bi tâm đà la ni nam mô hán ra đắng na ra ra gia gia nam mô a di đà ma lo yến đế tướng bằng ra gia bồ đề tăng đà ma gia ma ha tăng đà ma gia ma ha ca lo ni ca gia hán tăng bằng ra bằng dạ số năng đà đang thọ nam mô tăng kiến lần đó y mong a di đà ma lo yến đế tăng bằng ra tăng đà bà nam mô na ra cần trì hay trì ma ha bằng đà sa mê tăng bà ha tha đầu du bằng a thầy dân tăng bà tăng đà nam ma bà đà ma bằng đằng đầu đang điện ha tăng a bà lo a lo ca đế ca ra đế di hay trì ma ha bồ đề tăng đà tăng bà tăng bà ma ra ma hay ma hay trì đà dân công lô yến mong đồ lô bà sa gia đế ma ha bà sa gia đế đà ra đi đi ni tăng bằng ra gia nhớ ra gia ra ma bằng ba ra một đề lệ hay hay tấn na ra sam bà ra sa lợi phật sa bà ra sa gia hô lô ma ra hô lô trì ta ra tấn trì tô rô bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia trì đế trì gia na ra cẩn trì 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 sấn ni na ma gia ma na ta ma ha tấn đà gia ta ma ha ma ha tấn đà gia ta ma ha tấn đà vô nghe tấn bằng ra gia ta ma ha na ra cẩn trì ta ma ha ma ra na ra ta ma ha tấn đà tấn a mục khi gia ta ba ma ha tấn đà gia ta ma ha giải kiến ra tấn đà gia ta ma ha ba đà ma yến tấn đà gia ta ma ha na ra cẩn trì bằng đà ra gia ta ma ha ma ba la yến kiến ra gia ta ba ha nam mô ấn ra tấn đà na ra gia gia nam mô a di đà ma lo yến đế tướng bằng ra gia ta ma ha tấn điện đô bằng ra ra bằng đà gia ta ma ha tu tiên nhân của ngài đại bi tâm đà la ni nam mô hán ra đắng na ra ra gia gia nam mô a di đà ma lo yến đế tướng bằng ra gia bồ đề tăng đà ma gia ma ha tăng đà ma gia ma ha ca lo ni ca gia hán tăng bằng ra bằng gia số năng đà đang thọ nam mô tăng kiến lần đó y mong a di đà ma lo yến đế tăng bằng ra tăng đà bà nam mô na ra cần trì hay trì ma ha bằng đà sa mê tăng bà ha tha đầu du bằng a thầy dân tăng bà tăng đà nam ma bà đà ma bằng đằng đầu đang điện ha tăng a bà lo a lo ca đế ca ra đế di hay trì ma ha bồ đề tăng bà ma ra ma ra ma hay ma hay trì đà dân công lô yến mong đồ lô bằng sa gia đế ma ha bằng sa gia đế đà ra đi đi ni tăng bằng ra gia nhớ ra gia ra ma bằng ba ra một đề lệ hay hay tấn na ra sam bằng ra sa lợi phật sa bằng ra sa gia hô lô ma ra hô lô hay trì
ta ra ta ra tấn rì tấn rì đô rô đô rô bồ đề ya bồ đề ya bồ đề ya bồ đề ya di đế rì ya na ra cẩn rì 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 sấn ni na ma ya ma na ta ma ha tấn đà ya ta ma ha ma ha tấn đà ya ta ma ha tấn đà vô nghe tấn bằng ra ya ta ma ha na ra cẩn rì ta ma ha ma ra na ra ta ma ha tấn đà tấn a mục kiya ta ba ma ha tấn đà ya ta ma ha giải kiến ra tấn đà ya ta ma ha ba đà ma yến tấn đà ya ta ma ha na ra cẩn trì bằng đà ra ya ta ma ha ma ba la yến yến ra ya ta ma ha mô ấn ra nấn na na ra ya ya nam mô a di đà ma lo yến đế tướng bằng ra ya ta ma ha tấn điện đô bằng ra ra bằng đà ya ta ma ha đầu tiên nhân của ngài đại bi tâm đà la ni nam mô ấn ra nấn na ra ra ya ya nam mô a di đà ma lo yến đế tướng bằng ra ya bồ đề tấn đà ma ya ma ha tấn đà ma ya ma ha ca lo ni ca ya ấn tấn bằng ra bằng ya số nấn na đang thọ nam mô tấn kiến lần đó y mong a di đà ma lo yến đế tấn bằng ra lần đà ba nam mô na ra cần trì hay trì ma ha bằng ra sa mê tấn ba ha tha đầu du bằng a thầy dân tấn ba tấn ra nam ma bà đà ma văn đằng đầu đáng điện ha tấn a bà lo a lo ngay đến ngay ra để di a trì ma ha bồ đề tấn đà tấn bà ma ra ma e ma e trì đà dân công lo yến mong đồ lo bà sa gia đế ma ha bà sa gia đế đà ra đi trì ni tấn vận ra gia nhớ ra gia ra ma văn ba ra một đề lệ hay tấn na ra sam bà ra sa lợi bà sa văn ra sa gia hồ lo ma ra hồ lo e trì ta ra tấn trì do ro bồ đề ya bồ đề ya bồ đề ya bồ đề ya di đế trì ya na ra cẩn trì 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 sấn ni na ma ya ma na ta ma ha tấn đà ya ta ma ha ma ha tấn đà ya ta ma ha tấn đà vô nghe tấn bằng ra ya ta ma ha na ra cẩn trì ta ma ha ma ra na ra ta ma ha tấn đà tấn a mục kiya ta ba ma ha tấn đà ya ta ma ha giải kiến ra tấn đà ya ta ma ha ba đà ma yến tấn đà ya ta ma ha na ra cẩn trì bằng đà ra ya ta ma ha ma ba la yến yến ra ya ta ma ha nam mô ấn ra nấn na ra ra ya ya nam mô a di đà ma lo yến đế tướng bằng ra ya ta ma ha tấn điện đô bằng ra ra bằng đà ya ta ma ha đầu tiên nhân của ngài đại bi tâm đà la ni nam mô hán ra đắng na ra ra ya ya nam mô a di đà ma lo yến đế tướng bằng ra ya bồ đề tấn đà ma ya ma ha tấn đà ma ya ma ha ca lo ni ca ya ấn tấn bằng ra bằng ya số nấn na đang thọ nam mô tấn kiến lần đối y mong a di đà ma lo yến đế tấn bằng ra lần đà ba nam mô na ra cần trì hay trì ma ha bằng đà sa mê tấn ba ha tha đầu du bằng a thầy dân tấn ba tấn ra nam ma ba đà ma bằng đằng đầu đáng điện ha tấn a ba lo e lo ngay đến ngay ra để di trì ma ha bồ đề tấn bà ma ra ma e ma e trì đà dân công lô yến mong đồ lô bà sa gia đế ma ha bà sa gia đế đà ra đi trì ni tấn vận ra gia nhớ ra gia ra ma vận ba ra một đề lệ hay tấn na ra sam bà ra sa lợi pha sa bà ra sa gia hô lô ma ra hô lô lô e trì ta ra tấn trì đô rô đô rô bồ đề ya bồ đề ya bồ đề ya bồ đề ya di đế trì ya na ra cẩn trì 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 sấn ni na ma ya ma na ta ma ha tấn đà ya ta ba ha ma ha tấn đà ya ta ma ha tấn đà vô nghe tấn bằng ra ya ta ba ha na ra cẩn trì ta ba ha ma ra na ra ta ba ha tấn đà tấn a mục kiya ta ba ma ha tấn đà ya ta ba ha giải kiến ra tấn đà ya ta ba ha ba đà ma yến tấn đà ya ta ba ha na ra cẩn trì bằng đà ra ya ta ba ha ma ba la yến yến ra ya ta ba ha nam mô ấn ra nấn na na ra ya ya nam mô a di đà ma lo yến đế tướng bằng ra ya ta ma ha tấn điện đô bằng ra ra bằng đà ya ta ma ha đầu tiên nhân của ngài đại bi tâm đà la ni nam mô hán ra đắng na ra ra ya ya nam mô a di đà ma lo yến đế tướng bằng ra ya bồ đề tấn đà ma ya ma ha tấn đà ma ya ma ha ca lo ni ca ya ấn tấn bằng ra bằng ya số nấn na đang thọ nam mô tấn kiến lần đó y mong a di đà ma lo yến đế tấn bằng ra lần đà ba nam mô na ra cần trì hay trì ma ha bằng đà sa mê tấn ba ha tha đầu du bằng a thầy dân tấn ba tấn ra nam ma ba đà ma bằng đằng đầu đáng điện ha tấn a bà lo e lo ngay đến ngay ra để di e trì ma ha bồ đề tấn bà ma ra ma e ma e trì đà dân công lô yến mong đồ lô bà sa gia đế ma ha bà sa gia đế đà ra đi trì ni tấn vận ra gia nhớ ra gia ra ma vận ba ra một đề lệ hay tấn na ra sam bà ra sa lợi pha sa bằng ra sa gia hô lô ma ra hô lô lô e trì ta ra tấn trì đô rô bồ đề ya bồ đề ya bồ đề ya bồ đề ya di đế trì ya na ra cẩn trì 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 sấn ni na ma ya ma na ta ma ha tấn đà ya ta ma ha ma ha tấn đà ya ta ma ha tấn đà vô nghe tấn bằng ra ya ta ma ha na ra cẩn trì ta ma ha ma ra na ra ta ma ha tấn đà tấn a mục kiya ta ba ma ha tấn đà ya ta ma ha giải kiến ra tấn đà ya ta ma ha ba đà ma yến tấn đà ya ta ma ha na ra cẩn trì bằng đà ra ya ta ma ha ma ba la yến yến ra ya ta ma ha nam mô ấn ra nấn na ra ya ya nam mô a di đà ma lo yến đế tướng bằng ra ya ta ma ha tấn điện đô bằng ra ra bằng đà ya ta ma ha đầu tiên nhân của ngài
ngài này vi tâm đà la ni nam mô hán ra đắng na ra ra ya ya nam mô a di đà bà lo yến đế tướng văn đời ya mô đề tăng đà ma ya ma ha tăng đà ma ya ma ha ca lo ni ca ya hán tăng bằng ra bằng giờ số năng na đang thọ nam mô tăng kiến lần đó y mong a di đà bà lo yến đế tăng bằng ra tăng đà bà nam mô na ra cần trị hay trị ma bằng ra sa mê tăng bà ha tha đầu vô bằng a thầy dân tăng bà tăng ra nam ma bà ra ma bằng đằng đầu đang điện ha tăng a bà lo ya lo ca đế ca ra đế di hay trị ma bồ đề tăng đà tăng bà ma ra ma ra ma ma di đà dân công lô yến mong đồ lô bà sa gia đế ma ha bà sa gia đế ra ra đi đi ni tăng phật ra gia nhớ ra gia ra ma phật ma ra một đề lệ hay tăng na ra sam phật ra sa lợi phật sa phật ra sa gia hô lô ma ra hô lô lô e di ta ra ta ra tăng trì đô rô đô rô bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia di đế di gia na ra cẩn trì 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 sấn ni na ma gia ma na ta ma ha tăng đà gia ta ma ha ma ha tăng đà gia ta ma ha tăng đà vô nghe tăng bằng ra gia ta ma ha na ra cẩn trì ta ma ha ma ra na ra ta ma ha tăng đà tăng a mục kỳ gia ta ma ha ta ma ma ha tăng đà gia ta ma ha giải kiến ra tăng đà gia ta ma ha ba đà ma yến tăng đà gia ta ma ha na ra cẩn trì bằng đà ra gia ta ma ha ma ma la yến kiến ra gia ta ma ha nam mô ấn ra nắng na na ra gia gia nam mô a di đà ma lo yến đế tướng bằng ra gia ta ma ha ấn tăng điện đô mạng đa ra bằng đà gia ta ma ha ấn tăng điện đô mạng đa ra bằng đà gia ta ma ha ấn tăng điện đô mạng đa ra bằng đà gia ta ma ha